Cái pháp mà Đức Phật nói thì nó có hai cái pháp. Một là cái pháp nó thuộc về thế gian, và hai là cái pháp nó thuộc về cái pháp suốt thế gian. Thì thế gian là để chỉ cho những cái nó nằm ở trong thế giới này. Thì ở thế gian này là nó có một cái sự bí ẩn mà cái bằng cái sự thấy biết của cái con người bình thường thì cái con người ta hiểu biết rất là hạn chế về những cái quy luật của thế gian. Vì thế gian nó có nhiều những cái quy luật tiềm ẩn, hay là ở trên thế giới nó có nhiều những cái mà cái trí tuệ của cái người bình thường không thể hiểu hết được. Và chỉ khi có một cái vị một Đức Phật ra đời, tức là một cái vị có cái trí tuệ giác ngộ. Và một trong những cái đặc tính của một vị Phật, đó là cái đặc tính, đó là một trong những cái trí của một vị Phật, đó là cái trí là thế gian giả. Vị ấy hiểu rõ về thế gian, về các pháp ở trong thế gian. Thì cái thế gian mà cái người bình thường như tất cả mọi người đang sống ở trong cái thế gian thì người ta chỉ hiểu được những cái pháp gọi là pháp tục đế của thế gian. Những cái pháp tục đế hay là những cái pháp thế tục, hay cũng còn gọi là những cái pháp chế định, những cái pháp mà do con người ta chế đạt ra. Còn những cái pháp chân đế và những cái pháp mà siêu thế thì là những cái pháp mà Đức Phật có thể hiểu được và Đức Phật giảng dạy. Thứ nhất là để cho người ta hiểu về thế gian. Hiểu về thế gian thì sẽ biết được là ở trên thế gian này nó có những cái tốt, những cái xấu, có những cái lợi ích, có những cái nguy hiểm, có những cái sự an vui và có cái sự khổ đau. Ở trên thế gian này nó có những cái con đường để đi đến cái sự an vui, nó có những cái con đường đi đến sự khổ đau. Nhưng mà những cái chúng sinh sống ở trên thế gian thì hầu như không có biết về điều đó. Và những ai biết về điều đó là được học hỏi trong cái giáo pháp của Đức Phật thì mới hiểu về những cái điều, những cái pháp hay là những cái điều nó rất là sâu xa, vi tế, khó hiểu ở trong thế gian này. Thì thế gian thì cũng có những cái chỗ thì gọi là những cái ở trong thế giới, mà những cái điều ở trong thế giới hay là ở trong thế gian này muốn nói đến những cái chúng sinh sống ở trong thế gian. Những cái chúng sinh mà sống ở thế gian này thì giống như là một cái, như bình thường thì người ta chỉ thấy được là ở thế gian thì trên cái quả địa cầu này có con người, có những cái sinh vật, có những loài súc sinh sinh sống. Và người ta hiểu biết theo nhiều cái học thuyết khác nhau, và mỗi người có cái sự hiểu biết khác nhau, nhất là về những cái thế giới siêu hình, những cái thế giới vô hình mà mắt thường không thấy được. Có người thì nói rằng nó có những cái cõi thiên giới, là trước khi mình sinh ra thì mình ở đâu, mình đến đây, sau khi chết mình sẽ đi về đâu. Đấy, những cái điều nó rất sâu xa bí ẩn mà cái người bình thường không có tu tập thì không thể thấy được. Thì ngoài những cái thế giới mình có thể thấy được mà có những cái thế giới, những cái cõi sống mà mình không thể thấy được, như là các cái cõi đọa xứ, địa ngục, ngạ quỷ, hay là các cõi thiên giới, các cõi chư thiên. Đấy là những cái cõi sống. Thì ở thế gian thì có những cái cõi an vui và có những cái cõi khổ đau. Có khổ đau như là những cái cõi địa ngục, có những cõi an vui là những cái cõi thiên giới, có những cái cõi mà cũng không hoàn toàn an vui, cũng không hoàn toàn khổ đau như là cái cõi nhân gian. Thì có những cái con đường để mà những cái chúng sinh tạo tác các cái nghiệp của mình, tạo những cái nhân đáng để sinh về những cõi khổ thì phải sinh về cõi khổ, những cái nhân đáng được sinh về cái cõi an vui thì được sinh về cõi an vui. Thì đấy là những cái pháp ở thế gian. Thì một cái người mà hiểu những cái pháp ở thế gian như vậy, người ta có thể biết tạo ra những cái điều hạnh phúc cho mình, biết tránh những cái điều khổ đau cho mình. Và những cái người mà hiểu ra được những cái pháp ở thế gian Nếu như cái người đấy có cái tâm muốn thoát ly thế gian thì cái vị đấy sẽ thực hành những cái pháp hay là tu tập những cái pháp nào để thoát ly ra khỏi thế gian này, tức là những cái pháp tu để đi đến giải thoát. Thì Đức Phật là hiểu rõ về thế gian này, hiểu rõ những con đường đi đến các cảnh giới ở thế gian, và hiểu rõ cái con đường thoát ly khỏi thế gian, hiểu rõ tại sao chúng sinh bị trói buộc của thế gian và làm như thế nào thì chúng sinh có thể thoát ra khỏi cái trói buộc của thế gian. Thì ở thế gian này con người ta bị trói buộc bởi thế gian này, chân cũng bị trói, hai chân hai tay nó đều bị trói buộc ở thế gian. Một cái gì cũng trói buộc chúng sinh ở trong thế gian này, nó là những cái tài sản vật chất này, nó trói buộc chúng sinh, làm cho chúng sinh bị chìm đắm ở thế gian. Những cái thứ danh lợi nó trói buộc chúng sinh, hay là những cái dục lạc ở thế gian này nó trói buộc chúng sinh, thì làm cho chúng sinh không thoát ra khỏi thế gian. Hay là cái sợi dây mà nó trói chúng sinh ở trong thế gian thì nó là cái sợi dây hay là cái mắt xích nhân duyên, tức là có cái xiềng xích này, nó có 12 cái mắt xích, đó là vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái thủ, hữu sinh, não tử. Đấy là cái sợi dây xích. Thế thì một cái chúng sinh mà cứ bị trói buộc bởi cái xiềng xích này thì nó được ví như là một con chó bị xích bởi một cái dây xích, và nó được cột lại bởi một tảng đá. Thế thì lúc thì nó đi sang bên phải, lúc đi sang bên trái, lúc thì tiến lên phía trên, lúc lùi xuống phía dưới, nhưng nó không thể nào đi xa được, đi khỏi cái dây xích đấy được, đi khỏi được cái chỗ mà nó đã bị trói buộc. Thế thì cũng như vậy, tất cả chúng sinh ở trên thế gian này đang bị trói buộc bởi cái sợi dây đấy. Và có lúc thì mình được sinh lên thiên giới, có lúc thì đọa xuống địa ngục, có lúc sinh làm người. Và ở thế gian là như thế, lúc thì mình sinh chỗ này, lúc sinh chỗ kia, nhưng mà ngày nào mình chưa có rứt được cái dây xích ấy, thì mình sẽ chưa thoát khỏi thế gian này. Thì Đức Phật là một cái bậc hiểu rõ thế gian, hiểu rõ những cái gì nó đang trói buộc chúng sinh ở thế gian, và Đức Phật là cái người đã tháo gỡ được cái dây xích này và đã thoát ra khỏi thế gian. Nên là cái pháp của Đức Phật ra là cái pháp để cho mọi người đi đến cái sự là mình có thể dứt đứt cái sợi dây nó trói buộc mình, chặt đứt được cái mắt xích luân hồi này thì mình thoát khỏi thế gian. Cho nên là nó có cái phẩm gọi là phẩm thế gian. Ở cái bài Pháp Cú đầu tiên là giàu nợ người bao nhiêu chớ quên phần tự nợ, nhờ thắng trí tự nợ, hãy chuyên tâm nợ mình. Thì tức là một cái người mình muốn làm lợi ích cho người khác, đừng quên làm lợi ích cho mình trước. Tức là mình còn càng làm lợi ích cho mình trước bao nhiêu thì mình sẽ càng làm được lợi ích cho người khác bấy nhiêu. Nhưng mình có khả năng càng cao thì mình sẽ càng làm được cái lợi ích cho nhiều người. Ví dụ như là cái người đấy muốn làm lợi ích cho người khác, như là muốn giúp cho người khác có được cái đời sống an ổn về vật chất, thì cái người đấy phải là cái người có sung mãn về vật chất. Cái người đấy muốn giúp cho người khác có được cái đời sống tinh thần tốt, thì cái người đấy phải sung mãn về tinh thần, về trí tuệ, về học thức, người đó mới giúp được cho người khác. Những người đấy muốn giúp cho người khác cái gì thì trước tiên vị đấy phải đầu tư cho mình, sau đó mới đầu tư được cho người. Nhưng mà nói đến cái nợ thì người ta thường hay nghĩ rằng là cái nợ này có thể là cái danh nợ ở thế gian chăng, cái nợ ích này, cái nợ này có thể đó là những cái điều lợi lộc, hay là những cái danh vọng chức quyền ở thế gian, tài sản vật chất ở thế gian, thì người ta được gọi, người ta nghĩ rằng những cái đấy là cái lợi ích, và mình nghĩ theo cái kiểu thế gian như vậy thì nó không đúng. Nợ thì nó có những cái nợ ở trước mắt nhưng mà nó có cái hại ở tương lai. Có những cái mà mình tưởng như là mình hy sinh cái lợi ở trước mắt, nhưng mà có thể mình sẽ làm được cái lợi ích cho mình ở tương lai. Vậy thì một cái người có trí, người ta làm lợi ích cho mình, nó khác với lại một cái người mà không có trí tuệ mà đang làm lợi ích cho bản thân mình. Những cái người mà không có trí tuệ thì người ta chỉ nghĩ đến cái lợi ích ở trước mắt, người ta cứ nghĩ là làm sao đó mà mình có được nhiều những cái tài sản vật chất, có những cái danh vọng chức quyền, có được cái hưởng thụ được nhiều cái niềm vui ở trong cuộc sống này, người ta nghĩ rằng đấy là cái nợ. Nhưng mà cái nợ đấy, chính cái nợ đấy nó là cái sợi dây trói buộc, nó làm cho con người ta bị ràng buộc, bị trói buộc ở trên thế gian này. Nhưng mà cũng có những cái nợ ích, ví dụ như là người ta làm cái nợ ích, làm những cái việc có lợi ích như là giữ giới, làm những việc bất thiện hay là bố thí giúp đỡ mọi người, thì đấy cũng đang là làm lợi ích cho chính mình. Rồi làm những cái việc phục vụ cho, làm lợi ích cho người khác, có thể việc đó cũng là lợi ích cho chính mình, thì đấy cũng là cái phần tư lợi cho chính mình. Giống như là những cái người mà biết tích lũy các cái ba la mật, bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, tinh tấn ba la mật, thì tất cả những cái pháp đấy là cái người đấy cũng là những người đang làm lợi ích cho chính mình. Thì làm lợi ích cho chính mình của một cái người có trí tuệ thì sẽ biết làm những cái việc lợi ích sâu sắc hơn. Đó là có thể là mình không chú trọng đến cái lợi ích ở cái đời sống hiện tại này, mà mình chú trọng đến cái lợi ích ở cái nhiều cái đời sống trong tương lai. Nhưng mà cái lợi ích mà là cái lợi ích cao thượng nhất chính là cái lợi ích mà cái người đấy đang nỗ lực để đi đến cái sự giải thoát cho mình. Là mình làm một cái việc gì đó mà mình có thể thoát ra khỏi cái sự trói buộc của cái thế gian này, đấy là cái lợi ích cao quý nhất hay là cái lợi ích cao thượng nhất. Đó, mình nỗ lực giải thoát mình ra khỏi những cái trói buộc của thế gian này. Nhưng mà thế gian này nó trói buộc mình bởi mình có cái sự đắm nhiễm đối với thế gian, thì bây giờ mình phải nỗ lực diệt trừ cái tâm tham đắm này đi, thì đấy là cái người đang nỗ lực, là cái người đang làm lợi ích cho mình. Hay là thế gian này mình bị thiêu đốt bởi những cái sân hận, thì mình giải thoát mình khỏi sân hận. Mình đang bị trói buộc bởi những cái chi kiến sai lầm, những cái tà kiến, thì mình giải thoát mình khỏi những cái tà kiến đấy. Là một cái người mà có cái sự thực hành về giới định tuệ là cái người đấy đang làm lợi ích cho chính mình. Ví dụ như cái người có những người thì nghĩ rằng mình phải làm những cái việc gì đó lợi ích thiết thực cho người khác, như là giúp cho người ta có thể thoát khỏi những cái đói rét cơ hàn ở trong cuộc sống này, thì đó là những cái điều làm lợi ích cho người khác. Nhưng mà có khi mà một cái người làm lợi ích cho người khác bằng cái cách là giải thoát, giúp cho người đấy giải thoát ra khỏi những cái phiền não ở trong tâm, đó cũng là những cái lợi ích. Mà cái người đấy thì trước tiên thì phải làm lợi ích cho chính mình trước. Thì cái người đấy mình nỗ lực tu tập về giới định tuệ, tức là cái người nào có cái sự nỗ lực hành thiền, mình có thể sống độc cư, sống ẩn cư, thì đấy cũng là đang nỗ lực làm lợi ích cho mình. Thì mình làm lợi ích cho mình được rồi thì mình có thể làm lợi ích được cho người khác. Nhưng mà cái năng lực để có thể làm lợi ích cho người khác thì ở mỗi người có những cái khả năng khác nhau, chứ không phải là ai cũng có thể làm được những cái lợi ích cho người khác giống nhau được. Như là những cái người nào người ta có cái khả năng cao, có cái công đức lớn, có cái phước lực lớn, thì người ta có thể làm lợi ích được cho nhiều người. Nhưng mà cũng có những người cái năng lực nó có hạn chế, mình có thể làm lợi ích được cho một số người. Còn những người nào năng lực càng thấp mà mình càng muốn làm lợi ích cho nhiều người thì là mình sẽ làm hại cho chính mình. Cái pháp Đức Phật dạy là dù mình có làm lợi ích cho người khác thì mình đừng quên phần tự nợ, tức là mình đừng có làm hại mình. Làm lợi cho người khác nhưng đừng làm hại chính mình. Nếu như mình làm lợi cho người khác mà làm hại chính mình thì cái điều đó sẽ không có được lợi ích. Ngay cả khi mà Đức Phật đã đắc đạo rồi, ngài có thể thành Phật rồi, thì cái việc cái phận sự của một vị Phật thì hết lòng để phổ độ chúng sinh, tế độ những chúng sinh bằng nhiều phương diện, có thể là thuyết pháp, có thể là chỉ dạy những cái pháp hành, có thể là gieo những cái duyên này, hóa duyên bằng cái phương pháp đi khất thực. Thì có nhiều cái phương pháp để hóa độ chúng sinh, nhưng mà đến Đức Phật ngài vẫn phải làm lợi ích cho bản thân mình, đó là hàng ngày ngài vẫn phải hành thiền. Thì với một vị Phật thì cái việc hành thiền đó chính là đang làm lợi ích cho chính mình. Thì hàng ngày ngài vẫn nhập mà vào trong thiền chứng, hoặc là ngài nhập vào thiền diệt, hoặc là ngài nhập vào trong thiền hơi thở để an trú. Thì cái sự an trú ấy để nghỉ ngơi, để cảm nhận cái sự an lạc giải thoát. Hay là khi Đức Phật thuyết giảng một bài pháp, sau cái thời giảng pháp đấy thì mọi người sẽ nói lên ba cái từ sa thú, sa thú, sa thú. Thì trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi đấy, Đức Phật đã nhập được vào trong cái thiền diệt và ngài có thể an trú ở trong đấy để nghỉ ngơi một chút. Thì đấy là cái sự làm lợi lạc cho mình. Và mỗi năm có 3 tháng an cư, thì Đức Phật hay là những bậc A La Hán vẫn có thể là an trú ở trong cái thiền quả của mình. Đấy là cái việc là dù làm lợi ích cho người nhưng không quên cái phần làm lợi ích cho mình. Đấy là có thể một năm có 12 tháng thì Đức Phật hoặc chư tăng hay là những cái bậc đã đắc đạo rồi có thể đi hoằng pháp, truyền bá giáo pháp ở khắp mọi nơi, nhưng mà vẫn dành ra 3 tháng an cư. Thì đấy là cái thời gian để làm lợi ích cho mình. Thì khi mà có làm lợi ích cho mình như vậy thì mình sẽ tăng trưởng thêm cái công hạnh, tăng trưởng thêm cái sức lực và sẽ có thể làm lợi ích cho nhiều người khác được nữa. Thì cũng giống như là một cái đội quân khi mà chiến đấu với quân giặc ở bên ngoài, thì khi mà vị đó chiến đấu, vị đó mệt mỏi rồi thì vị đó thì cái đội quân đấy cần phải rút vào trong thành và nghỉ ngơi, ăn uống để phục hồi lại sức lực, sau đó mới có thể chiến đấu tiếp được. Thì một cái người mà dẫn thân vào trong đời, mình muốn làm lợi ích cho thế gian này thì cũng như thế. Nếu như cái người đấy mình mà cứ năng nộn ở trong thế gian mà không biết đương sức mình, thì mình có thể mình có thể sẽ bị làm nguy hại đến cho chính mình. Vẫn có rất là nhiều người tốt, mình thấy những cái người khác khổ đau và mình muốn làm lợi ích cho người khác, nhưng mà đầu tiên là mình cũng phải biết nương cái sức của mình, cái khả năng của mình có thể làm được bao nhiêu thì mình có thể làm được. Nhưng mà khi mà làm lợi ích cho người khác thì cái người ở đấy cũng phải biết cân nhắc làm lợi ích cho người khác có hại cho mình hay không. Ví dụ như là khi mình làm lợi ích cho người khác mà mình giúp những cái người bất thiện thì có thể là người ta sẽ làm hại lại mình. Thì đấy là làm lợi ích cho người, nhưng mà mình biết rằng làm lợi ích cho người này họ sẽ làm hại mình, hoặc là mình làm lợi ích cho họ, họ sẽ đi làm hại người khác. Vậy thì cái việc làm lợi ích đấy là không có trí tuệ. Mình giúp cho họ rồi nếu như họ trở thành những người tốt, họ lại đi giúp người khác. Thì cái điều đó, cái việc làm lợi ích đấy mới có ý nghĩa và mới có cái phước lành lớn. Nếu mình mà giúp cho cái người đấy nhưng mà người đấy lại không có giúp ích gì cho mình mà cũng không giúp ích gì cho người khác, họ có thể làm hại người khác, thì cái điều đó không tốt. Thì cũng như vậy, khi mà làm một cái việc gì đó giúp cho người khác thì mình phải biết cái người đấy là cái hạng người như thế nào, hạng người đấy là người tốt hay là người xấu, cái người đấy là cái người thiện hay là cái người ác. Ví dụ như là mình chỉ có biết giúp đỡ, cứ đi giúp đỡ người, nhưng mà có thể mình sẽ giúp đỡ phải những cái người ác, những cái tên cướp, những cái ác nhân. Và sau khi mà người ta được giúp đỡ rồi, người ta có đủ và những cái điều kiện người ta để làm cái việc ác hơn, thì cái điều đó lại không có lợi lạc gì. Đấy là cái người làm cái việc lợi ích mà không có lợi lạc cho mình. Vì vậy nên là khi mà làm những cái việc phước như là bố thí cúng dường, Đức Phật luôn luôn tán thán đó là cái người đấy phải biết cúng dường đến những bậc đáng cúng dường, xứng đáng được cúng dường. Cái người mà có trí tuệ cúng dường những bậc xứng đáng được cúng dường, những cái bậc xứng đáng nhất là bậc vô tham, vô sân, vô si. Ví dụ như Đức Phật, các bậc A La Hán thì những bậc đã đoạn trừ hết tham sân si rồi. Thì khi mà có cái sự cung kính cúng dường đến các vị đấy thì tuyệt nhiên các vị ấy không có làm hại một ai, mà các vị ấy chỉ có làm lợi ích cho người khác. Đấy là thì cái điều đó là làm cái việc đó là đem lại cái lợi ích cho chính mình. Còn nếu như cái việc những cái người đấy nghĩ rằng là các bậc các ngài là những cái bậc thượng nhân cao quý rồi, các ngài đâu có khổ đau gì mà cần phải giúp đỡ. Vậy mình hãy đi giúp đỡ những cái người ta còn đang khổ sở. Và có thể mình sẽ tìm đến những cái người có thể người ta có cái hoàn cảnh khổ sở, nhưng mà người ta đã có những cái tâm những cái tâm bất thiện rất là mạnh, tâm tham sân si của họ rất là mạnh. Mình có thể giúp đỡ những cái người đấy, và có thể chính người đấy sẽ quay sang lại làm hại lại chính mình. Ví dụ như là trước kia có một cái tên cướp, khi mà bị nhà vua bắt thì cái lúc này đem ra cái pháp trường để xử chém, thì lúc này có một cái cô gái nhà giàu, và cô gái này nghĩ là mình sẽ cứu cái tên cướp này, đó là đem những cái tài sản của mình ra để mua chuộc quan phủ và đưa cái tên cướp này về để và cho thừa hưởng tất cả những cái tài sản của mình, sống cái đời sống như vợ chồng. Nhưng mà cái tên cướp này nó vẫn có cái bản tính bất thiện, và cũng đã lừa cái cô gái này lấy hết tài sản và đem cô gái này lên trên núi định đẩy xuống để cho cô này chết. Thì đấy là mình làm lợi ích cho người khác, mà người mà không có trí tuệ thì cái người đấy sẽ làm hại cho chính mình. Vậy thì cái người làm lợi ích cho người thì cái người đấy là cái người phải có trí tuệ, tức là đừng có quên cái phần lợi ích cho mình. Có những cái pháp trong Phật pháp thì khi mà một cái người mới tu tập, mình sẽ nghe những cái giáo pháp nó rất là cao quý, mình sẽ hiểu ra được rất là nhiều những cái điều bổ ích trong thế gian. Thì mình thấy là những người sống ở trong thế gian này có rất nhiều những cái sai lầm, những cái hiểu biết sai lầm, tức là cái tri kiến sai lầm. Người ta không biết là làm việc phước, người ta không biết làm những cái việc tội lỗi là có quả báo, là những cái việc phước được phước báo, hay người ta không biết có những cái con đường đi đến niết bàn an vui giải thoát. Và khi có một số người khi mà mình học Phật pháp, mình có được một chút tri kiến, có một chút hiểu biết, và cái lòng mà từ bi khởi lên và mình cảm thấy thương xót đối với chúng sinh, và cái người đấy muốn đi làm lợi ích cho chúng sinh, và cái người đấy sẽ dẫn thân vào trong thế gian này thuyết pháp và khuyến khích mọi người từ bỏ những cái ác nghiệp và làm những cái thiện nghiệp, khuyến khích mọi người hãy tu tập để đi đến giải thoát. Và cái vị đó vì chưa có được cái năng lực cao, tức là vị đó chưa đạt được cái sự vô nhiễm, cho nên khi vị đó sống với thế gian một thời gian thì vị đó sẽ khởi lên những cái tâm đắm nhiễm đối với thế gian, đắm nhiễm vào thế gian. Thì cái vị đó vì đi làm lợi ích cho người, vì lúc đầu thì có cái tâm rất là cao cả, đó là năng động ở thế gian này để phổ độ chúng sinh giống như một vị Bồ Tát. Nhưng mà một thời gian sau thì vị đó sẽ tiếp xúc với những cái pháp khả ái ở thế gian, thì vì đó sinh ra cái tâm tham đắm. Khi mà tiếp xúc với những cái pháp không khả ái, vì đó sẽ sinh ra những cái tâm sân hận. Vì muốn độ thế gian là có thể vì đó sẽ rơi vào cái tội lỗi giống như những người thế gian, mà thậm chí vì đó có thể trở thành những người xấu hơn cả những người thế gian nữa. Thì đấy là cái người mà làm lợi ích khi mà mình chưa muốn làm lợi ích cho người khác, nhưng mà mình chưa thật sự làm lợi ích cho mình một cách sung mãn nhất, thì làm lợi ích cho người ở cái lúc đấy là sẽ tự làm hại mình. Vì vậy đấy là vậy thì ở cái pháp này Đức Phật muốn nói rằng là một cái người ở thế gian thì cái việc đầu tiên mình hiểu ra được thế gian này có nhiều cái trói buộc mình, có nhiều cái sự nguy hiểm, có nhiều cái sự gọi là vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm thì nhiều hơn. Tất cả chúng sinh đang bị trói buộc ở trong thế gian này. Một cái người hiểu ra được điều đấy rồi thì cái việc đầu tiên đó là mình hãy giải thoát mình ra khỏi thế gian này, gỡ mình ra khỏi những cái trói buộc ở trong thế gian này. Khi mình đã được giải thoát hoàn toàn rồi thì lúc đấy mình có thể đi giúp cho người khác được giải thoát ra khỏi thế gian này. Vậy cái phần mà mình có thể làm lợi ích cho người đó là những cái việc như là mình có thể giảng những cái giáo pháp để cho mọi người giác ngộ, để cho mọi người biết bỏ ác làm lành, nhưng mà cũng không quên cái phần tự nợ cho mình, đó chính là cái sự tu tập giới định tuệ. Vậy một người hàng ngày mình luôn luôn có biết hành thiền là đang làm lợi ích cho chính mình, và khi nào mình giảng dạy cho người khác biết những cái đạo lý, biết những cái pháp nên làm và những pháp nên tránh, đấy là làm lợi ích cho người. Thế cái người làm lợi ích cho người mà cũng không quên làm lợi ích cho mình, đó là không để cho cái thế gian này nó trói buộc nặng mình, tức là mình muốn giúp người khác thoát khỏi cái sự trói buộc của thế gian. Thì khi mà vào thế gian thì phải thận trọng, đừng để cho những cái sợi dây trói buộc của thế gian này nó sẽ trói buộc lại mình, và nó sẽ làm cho mình đắm chìm ở trong đó, mình không thể thoát ra được. Thế là hãy chuyên tâm làm lợi mình. Thì mình hãy dành nhiều cái thời gian để tu tập cho chính mình, cái điều đó là cái lợi ích cao quý nhất. Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh, người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Một cái đời sống ở trong thế gian này thì mỗi một người ở những cái con sống khác nhau sinh về cái thế gian này, cho nên mỗi người sẽ có những cái tập khí, những cái tính tình khác nhau, và người ta có những cái khuynh hướng phóng dật. Phóng dật ở đây là những cái sự gọi là đam mê, và hay là những cái hành động mà không có lợi ích, là phóng dật. Như là người ta ham chơi bời, như là trẻ con thì thích nô nghịch, những người lớn hơn một tí thì cái phóng dật đó là thích chơi bời như là cờ bạc, rượu chè, rồi là bồ bịch, rồi là đi chơi năng xăng, làm những cái việc vô ích vô nghĩa, hát hò nhảy múa. Thì đấy là những cái phóng dật. Thì những cái phóng dật này nó có cái sự hấp dẫn đối với con người, mà cái người nào phải có một cái nghị lực thì mới thoát mình ra khỏi cái sự phóng dật này. Cho nên là như là những cái việc làm bất thiện nó cũng là phóng dật, như là cái người đấy thích làm những cái việc bất thiện, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì nó cũng đều là những cái việc phóng dật. Và những cái việc phóng dật đấy thì nó cũng rất là dễ, con người ta rất là dễ đắm nhiễm, rất là say mê. Nhất là những cái người nào mà có những cái hành động say mê đối với những cái việc mà vô bổ ích, say mê cờ bạc, say mê rượu chè, say mê tụ tập, say mê nói những cái chuyện phù phiếm, thì đó đều là phóng dật. Và một cái người mà muốn hết được cái phóng dật này thì nó rất là khó. Cái người đấy phải có cái sự kiềm chế mình rất là cao. Những cái người nào mà càng phóng dật thì cái người đấy sẽ càng là một cái người mà không có làm được những cái việc có lợi ích cho mình và lợi ích cho người khác. Nếu như cái người nào có cái tánh phóng dật cao, người ta có thể luôn làm phiền toái những người xung quanh mình, và người ta cũng đang làm hại chính mình. Thì phóng dật người ta sẽ vì cái phóng dật đấy người ta sẽ không có làm được những việc cao cả có ý nghĩa. Ví dụ người ta phải tu trí làm ăn thì người ta cũng phải chế ngự được cái phóng dật, tức là ham những cái chơi bời, những cái việc phù phiếm ở bên ngoài. Hay là một cái người mà phóng dật thì người ta sẽ không làm được những cái việc phước thiện. Thì những cái việc phước thiện thì đòi hỏi cái người đấy phải khởi lên được những cái tâm hướng phước, tức là những cái tâm muốn làm những cái việc tốt này, những cái việc thiện này, thì cái người đấy mới làm được những việc phước. Thì những cái người phóng dật ham chơi Ví dụ như là những người đấy ham muốn đi chè cờ bạc, mà bảo cái người đấy đi chùa để Phật tụng kinh, người ta sẽ không đi. Mà người ta không đi thì người ta không có hiểu biết được cả những cái pháp thì có tội, những cái pháp thì có phước, và người ta không có biết làm những việc phước. Thì đấy là những cái người phóng dật thì người ta sẽ không có làm được những cái điều lợi ích cho mình ở hiện tại, và không làm được lợi ích cho mình ở tương lai. Người ta có thể tạo nên những cái điều tội lỗi thì rất là nhiều, mà làm những cái việc mà có phước lành cho mình thì lại rất là ít. Cho nên là cái việc đầu tiên là phóng dật, nó là một trong những cái nguyên nhân sinh ra tất cả những cái điều bất thiện, nó đều từ phóng dật. Thì phóng dật đó là một trong những cái tâm năng xăng ngu si, cứ hướng đến cái chỗ này, hướng đến chỗ khác. Cái tâm nó không có định tĩnh, hay là cái tâm mà nó không có cái sự suy xét, không có cái sự cân nhắc, biết là cái việc này là có lợi ích hay là có hại, những cái việc này nó để lại những cái tội lỗi hay nó để lại cái phước này. Tức là cái tâm phóng dật, tức là cái tâm hời hợt. Có thể là cái vị đó, thân vị đó làm một cái việc mà người khác tưởng rằng vị đó đang làm việc tốt, nhưng nếu như vị đó không ngăn chặn cái tâm phóng dật thì cái việc tốt đấy nó lại trở thành việc không tốt. Ví dụ như là một cái người khác, người ta có thể đến chùa, người ta có thể chắp tay đảnh lễ Phật, nhưng mà trong tâm của họ vẫn đang suy nghĩ rất là nhiều những cái chuyện bất thiện năng xăng, suy nghĩ là những cái vẫn đang tính toán những cái chuyện bất thiện như là cờ bạc, rượu chè, chơi bời ở đâu đâu, và vị đó không hề để tâm đến cái chuyện, đến cái hành động lễ Phật của mình. Vị đó có thể tụng bài kinh mà vị đó không hề để tâm đến cái bài kinh mà mình đang tụng. Vị đó có thể ngồi thiền mà vị đó không hề chú tâm vào cái pháp thiền. Thì đấy là cái tâm phóng dật khi mà chưa được đoạn trừ thì nó không có tạo nên được cái phước này. Vậy thì cái phóng dật nó là một trong những cái nguyên nhân của những điều bất thiện. Mà phóng dật này nó chính là cái tâm lý, cái người đó nó có những cái tâm lý năng xăng loạn động, là tâm phóng dật. Vậy thì bây giờ mình để mà có được những cái việc làm có lợi ích, có ý nghĩa, thì cái việc đầu tiên vì nó phải chế ngự ngay được cái tâm năng xăng phóng dật này. Thì tại sao nó sinh nên tâm năng xăng phóng dật này? Tâm phóng dật đấy nó sinh nên là do cái vị đó không có cái sự thu thúc các căn, như là các căn của vị đó không được thu thúc, vì đó hay hướng đến các cảnh trần, hay tìm kiếm những cái niềm vui ở bên ngoài, không biết tìm kiếm những cái niềm vui ở bên sau mình, hay tiếp thu những cái kiến thức bất thiện ở bên ngoài mà không biết tiếp thu những cái kiến thức cao thượng, thì nó tạo nên cái sự phóng dật đấy. Còn hay là cái người nào mình hay thân cận với những cái người có những cái tư tưởng xấu, những cái tư tưởng bất thiện, thân cận với những cái bạn bè ác tri thức, thì những người đấy sẽ trau dồi cho mình những cái tư tưởng xấu, như là chơi với những cái bạn bè rủ rê mình làm việc xấu, mình sẽ sinh ra làm những cái việc xấu. Thì đấy được gọi là cái tâm phóng dật. Vậy thì muốn hết được cái tâm phóng dật đấy thì cái người đấy phải thay đổi, phải có cái tâm hướng thiện, phải xa lìa những cái môi trường mà không tốt, những môi trường nào mà có nhiều cái pháp bất thiện thì nó phải tránh. Những cái người có hay làm những việc bất thiện thì phải tránh, tức là tránh xa bạn bè ác, phải thân cận những cái người chân nhân, những cái bậc thiện tri thức, và mình phải khởi lên cái tâm cung kính đối với những bậc đáng cung kính, và sau đó mình phải biết suy tư về những cái phước này mà mình cần phải tạo, hay là mình có cái sự tu tập về thân, về tâm, tu tập về giới, tu tập về định, tu tập về tuệ. Vậy cái người nào mà đối trị với tâm phóng dật tốt nhất đó là cái người đó biết thực hành các cái pháp thiền, tu tập thiền làm cho tâm định tĩnh lại, thì cái tâm nên nó đỡ đi năng xăng, nó đỡ nghĩ cái này, đỡ tầm cầu cái này, đỡ tầm cầu cái khác. Thì cái tâm mà nó cứ được cột lại thì nó không đi phóng dật nữa. Giống như là một cái con ngựa mà mình cứ thả ra thì nó sẽ đi năng xăng, mình dùng dây cương mình giữ nó lại thì nó sẽ ngoan ngoãn hiển thục làm theo đúng cái sự chỉ bảo của người chủ. Thế mình là có cái tâm của mình vẫn, nếu như là mình không có cái dây cương để mà kiềm chế nó, kiềm thúc nó, thì nó cũng đi năng xăng như vậy. Thì khi mà nó cứ năng xăng như thế là phóng dật, mà khi nó phóng dật thì nó sẽ tạo những điều tội lỗi bất thiện. Vậy thì một cái người mà biết tu tập, tức là mà biết thực hành một cái pháp thiền, thiền chỉ, thiền quán, thì đó là cái sự đối trị với cái phóng dật. Thì một cái người muốn có cái sự an vui thì phải nỗ lực ngăn chặn cái sự phóng dật đó, tức là phải nỗ lực hành thiền hàng ngày. Cứ cái ngày nào mà mình có một cái thời hành thiền, cái ngày hôm đấy tâm nó đỡ năng sang, cái tâm đỡ năng sang thì cái thân đỡ năng sang, cái khẩu nó đỡ năng sang. Khi mà cái tâm của mình năng sang này, mình cũng nói những cái chuyện liên thuyên, mình cũng làm những cái việc không có lợi ích, làm những cái việc bất thiện. Còn khi mà cái tâm mình nó định tĩnh rồi thì thân tâm nó đều được an lạc, nó đều nhẹ nhàng, đều trầm tĩnh, sẽ biết là làm những cái việc gì đáng làm và những cái việc gì không đáng làm. Để cái người đấy phải có một cái pháp để tu tập về tâm, phải có một cái sự thực hành, một cái pháp thiền. Và cái người có cái sự tu tập đấy cũng là cái sự sống theo chánh hạnh. Hạnh là chân chánh và những cái hạnh ở nơi thân của mình, biết giữ gìn cái thân, không làm những việc tội lỗi, sát sinh, trộm cắp, tà dâm là những việc tội lỗi phải tránh. Giữ giới ở nơi thân, giữ giới ở nơi khẩu, những cái lời nói mà không có lợi ích thì không nên nói. Giữ giới ở nơi tâm, nó là tâm của mình không nên suy nghĩ những cái pháp bất thiện, làm những cái việc chân chánh, những việc mà không có tổn hại đến những người khác, thì đó là sống theo chánh hạnh. Làm những cái việc phước thiện thì đó là sống theo chánh hạnh. Những người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Thì một cái người mà hiểu về cái thế gian này thì cái người đấy cũng là cái người có cái niềm tin rằng là nó có đời này và có đời sau, nó có cái nghiệp thiện và có cái nghiệp bất thiện. Thì biết là những cái nghiệp thiện thì nó để lại cái phước này, nghiệp ác thì nó để lại cái sự khổ đau bất hạnh. Vậy thì cái người đấy do có cái sự hiểu biết, cái người có học mới hiểu được những cái cảnh giới ở trong thế gian này, người đấy mới biết là mình nên gieo những cái hạnh, mình nên gieo cái nhân gì để mình sống với cái hạnh như thế nào cho nó tránh được những cái nguy hiểm, và mình đã gặt hái được những cái niềm an vui ở trong tương lai. Thì đấy là cái người mà sống tránh hạnh, thì cái người sẽ được hưởng những cái phước này ở cả đời này và đời sau. Những cái người đấy mà biết tu tập về giới định tuệ thì cái người được hưởng cái phước này ở cả đời này đời sau. Ở ngay cái đời này, một cái người mà có cái sự tu tập ở nơi thân, ở nơi tâm của mình thì mình sẽ cảm thấy nó bớt cái sự năng xăng. Cái thân của mình nó cũng được cái sự an ổn, đó là mình không chạy theo những cái dục lạc, những cái cám dỗ ở thế gian, mình không có làm những cái việc vô ích ở thế gian, mình đã thoát ra khỏi những cái đam mê bất thiện. Thì đấy là mình đã có được cái sự an lạc rồi. Cái cuộc nếu như mà sống ở trên thế gian này mình không có những cái đam mê, những cái pháp mà không có lợi ích đấy, thì mình sẽ có rất nhiều thời gian để làm những cái việc có ý nghĩa và có lợi ích. Thì con người ta sống ở thế gian vì cái phóng dật mà mình đam mê rất là nhiều những cái thứ vô ích, những cái thứ mà nó làm mất cái thời gian và nó làm uổng phí cái công sức của mình. Thì đấy là cái phóng dật mà mình đam mê những cái niềm vui phù phiếm ở thế gian, mà nó sẽ làm mất cái thời gian, làm cái cuộc sống thì ngắn ngủi, mà mình biết tận dụng cái cuộc sống ấy để làm những cái việc cao cả có ý nghĩa, là mình lại lãng phí những cái ngày tháng. Nhất là những cái người mà còn trẻ tuổi trẻ lại càng làm được những cái việc lợi ích hơn. Khi mà có sức khỏe, có trí tuệ minh mẫn, càng làm được những cái điều cao cả, cao quý hơn. Mà mình để lãng phí những cái thời gian đấy, lãng phí cái trí tuệ đấy, để đến lúc tuổi già rồi mới ngộ ra thì lúc đấy mình muốn làm nó cũng rất là khó, không có thể làm được như là cái lúc còn tuổi trẻ nữa. Mà cái người tuổi trẻ này cũng rất là hay phóng dật, rất là đam mê những cái phù phiếm, những cái trò vui giả tạo. Và những cái cho nên là cái người nào mà được giáo dục ở trong một cái pháp cao thượng, để cái vị đó có thể ngay từ sớm đã biết tu tập, chớ để già bệnh chết đến rồi mới tu tập, mà phải biết tu tập ngay từ lúc còn trẻ, còn khỏe, còn minh mẫn, thì mình sẽ tạo được nhiều cái phước lành hơn. đời này cũng được an ổn. Những cái người mà có cái sự tu dưỡng từ trẻ mà đi thì cái người đấy nó sẽ khác, người đấy sẽ có đức hạnh hơn, có trí tuệ hơn, và cái người đấy tích lũy được công đức thì cái người đấy khi mà càng già thì cái đạo đức của cái vị nó càng cao hơn. Còn những người mà sống phóng dật, những lúc còn trẻ phóng dật, không có học hành được, không có tu tập được, thì cái mà sống phóng đãng ham chơi thì nó tổn hại đến sức khỏe, nó tổn hại đến cái trí tuệ, nó tổn hại đến tuổi thọ, vì nó sinh ra nhiều cái bệnh tật, vì đó có thể chết sớm hơn, vì nó ngu xuẩn hơn, vì đó khi mà càng già thì lại càng khó tính hơn, và cái vị đó làm tổn hại cho chính mình ở cái đời hiện tại này. Mình không được những cái cao quý tốt đẹp, mà ở tương lai thì chắc chắn sẽ gặt hái những cái quả báo khổ đau. Đấy là cái phóng dật, nó là nguyên nhân của tất cả những cái điều bất hạnh. Không phóng dật thì sẽ là cái nguyên nhân của tất cả những cái điều hạnh phúc an vui. Hãy khéo sống tránh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người tránh hạnh hưởng nào cả đời này đời sau. Cái người tránh hạnh ở đây nên là cái người đã không phóng dật, tức là cái người đấy biết làm những cái việc tránh hạnh. Tức là cái người đấy là cái người đã có cái sự giác ngộ và biết rằng là mình nên làm những cái việc tốt và nên tránh những cái việc xấu. Thì cái người đó là biết, có thể mình là cái vị đó biết từ bỏ việc bất thiện, biết làm những cái việc thiện, biết làm những cái việc phước này, biết tu tập. Nhưng mà từ cái sự gọi là biết làm cái việc phước hay là biết tu tập đến cái sự khéo làm việc phước và khéo tu tập thì nó lại là khác nhau. Có thể là một cái con, có những cái người mình biết rằng cái con đường này sẽ đi đến cái nơi mình cần đến, nhưng mà trên cái con đường mình đi đến đấy mình không khéo, mình có thể vấp ngã, không làm không biết. Vậy thì cái người mình biết rằng cái việc này là việc thiện, việc này là việc có công đức, có lợi ích nên làm, nhưng mà có thể trong khi mình đang làm cái việc đó mình sẽ rơi khỏi cái việc đó lúc nào không biết, mình rơi khỏi cái con đường thiện đó lúc nào không biết. Vì trên đường khi mà mình còn ở trong thế gian, mình chưa thoát ra khỏi thế gian, mình biết là con đường này là thoát khỏi thế gian, nhưng mà lúc đấy nó vẫn là cái con đường nằm ở trong thế gian. Mà thế gian này thì nó rất là nhiều cái hiểm nguy, nó rất là nhiều cái hiểm ác, nó rất là nhiều cái cạm bẫy chông gai. Có đi được đến nơi hay không còn là cả một cái sự vấp ngã, và mình sẽ còn phải vấp ngã rất là nhiều lần, và mình có thể phải rút ra kinh nghiệm rất là nhiều. Mà khi mà một cái người chưa biết gì về giáo pháp, người ta chưa biết tu tập thì người ta sẽ sống phóng dật, người ta sẽ là hành động theo cảm tính, không biết phân biệt đây là cái việc có tội, đây là việc có phước, không biết gì cả. Nhưng khi một cái người được học Phật pháp rồi, người ta biết có những cái việc này có tội nên tránh xa, những cái việc này việc phước thiện nên làm, nhưng mà không phải là mình sẽ làm được. Ví dụ như có những người biết là người ta sẽ tu tập giữ giới, nhưng mà mình không khéo. Nếu mà người đó giữ giới không khéo, mình có cái người đấy sẽ rơi vào giới cấm thủ. Ta từ nay ta giữ giới, không có làm những việc sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu được. Khi đó có cái tư tưởng như vậy là tốt, có cái hành động như vậy là tốt, nhưng mà vì đó mà hành động nó lại rơi vào cái cực đoan, bị rơi vào cái giới cấm thủ thì cái vị đó sẽ trở nên tiêu cực, bất mãn. Vì đó thấy mình là người tốt, xung quanh toàn những người xấu, vì đó luôn luôn mở miệng ra là oán trách, đó luôn luôn khen mình trên người. Thì cái đấy là vị đó biết sống tránh hạnh nhưng chưa khéo sống tránh hạnh. Vì vậy vị đó từ cái tránh đấy lại rơi vào cái tà. Hay là một cái người biết rằng là làm việc phước như bố thí thì sẽ có phước, rồi vị đó sẽ bố thí, nhưng mà khi mà bố thí rồi thì vị đó lại trở nên ngã mạn với cái hành động bố thí của mình. Vì nó luôn luôn khen mình và chê người thì cái vị đó sẽ, đấy là mình biết làm việc phước nhưng lại không khéo thì nó lại làm tổn cái phước đấy. Hay là có những người biết rằng là cuộc đời này vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn, mình hãy đi xuất gia tu tập, và cái con đường tu tập này sẽ đi đến niết bàn. Nhưng mà khi đi xuất gia tu tập rồi thì vị đó lại nặng chấp trước vào cái hình tướng của mình, thì đó cứ nghĩ là mình là người xuất gia, rồi vì đó cứ nghĩ là ngày người xuất gia là cao quý lắm rồi, vì đó sẽ trở nên cái sự ngã mạn về cái hình tướng của mình, và vị đó là không có nỗ lực tu tập nữa, mà cái vị đó giống như là vị đó hài lòng tự mãn, hay là vị đó có được cái giới hạnh, vị đó tự mãn về cái giới hạnh của mình, vị đó có được một cái thiền định, vị đó là tự mãn về cái thiền định của mình, vị đó thành tựu được cái thiền quán, vị đó tự mãn về cái thiền quán của mình. Thì đấy là những cái mà cái người biết sống chánh hạnh nhưng mà vẫn chưa khéo. Thì từ cái sự chưa khéo đấy mình có thể mình sẽ gặp những cái điều trở ngại trên cái con đường chánh hạnh đấy. Thì cái người đấy mà biết sống chánh hạnh rồi thì mình đó vẫn phải thận trọng, phải khéo léo, phải giữ gìn cái chánh hạnh đó, phải tu tập cái chánh hạnh đó cho đến khi mà nó viên mãn. Ví dụ như là vì đó giữ giới, vì đó phải khéo giữ giới như thế nào mà đi theo đúng cái con đường trung đạo, vì đó tu tập cũng thế, làm những cái việc phước thiện cũng thế, vì đó vẫn phải thận trọng để cho vì đó thành tựu được cái chánh hạnh đó. Cái hạnh đó phải đạt đến cái sự viên mãn về cái sự giải thoát, phải đi đến cái sự giải thoát hoàn toàn. Từ cái chánh hạnh vì nó không có rơi vào cái tà hạnh, vì nó không theo tà hạnh, thì cái người mà có khéo sống chánh hạnh như vậy thì cái người đấy sẽ được thì lại còn được hưởng cái phước, cái lợi lạc lớn hơn của đời này và đời sau. Hãy nhìn như bọt nước, hãy nhìn như cảnh huyễn, quán nhìn đời như vậy, thần chết không bắt gặp. Thì ở đời thì tức là con người ta sống ở trên đời thì mỗi người có một cái nhìn về cuộc đời nó có một cái sự khác nhau. Khi mà thường người ta sống ở trên đời, ở cái lúc mà còn là tuổi trẻ, người ta nhìn đời nó khác. Khi mà lớn lên rồi trở thành một cái người trưởng thành rồi thì người ta nhìn đời nó khác hơn. Khi mà về già rồi thì người ta lại có những cái nhìn nhận về cuộc đời nó khác hơn. Mỗi người có một cái sự nhìn đời khác nhau. Cái đời là cái gì? Nhìn đời là nhìn cái gì? Nhìn đời, nhìn như bọt nước, nhìn cái cuộc đời này. Đời là cái đời sống của chính mình này, ở bên trong này, và cái cuộc sống của mình ở bên ngoài. Ví dụ như là có cái con mắt của mình, có cái cảnh sắc mà mình có thể nhìn thấy, có cái tai của mình là cái ở bên trong, có cái âm thanh là cái ở bên ngoài, mũi, lưỡi, thân, ý là những cái bên trong, và sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đấy là những cái ở bên ngoài. Thì thường người ta hay có một cái nhìn là một cái nhìn phiến diện, tức là mình nhìn thấy một cái gì đó ở trước mắt mình thấy cái hình dáng nó như thế nào, và mình sẽ chấp trước vào cái hình dáng nó như thế vậy. Ví dụ như là mình sinh ra mình là một cái người có một cái thân người này, và cái người đấy thường có cái quan niệm là ta đẹp hay xấu, người kia đẹp hay xấu, ta khỏe mạnh hay người kia khỏe mạnh. Thế đấy là một cái cách nhìn đời của cái người đời. Sau đó thì người ta sẽ nhìn những cái cảnh ở bên ngoài là cái mà mình nhìn thấy bằng mắt này, cái này đẹp, cái kia xấu, cái này hay, cái kia dở, cái này ngon, cái kia không ngon, cái này hấp dẫn, cái kia thì đáng chán ghét. Đấy là cái nhìn đời của người đời. Người ta nhìn cái nhìn đời là như vậy, là chỉ nhìn theo cái khía cạnh đó là đáng yêu hay đáng ghét, cái gì mà có cái sự ưa thích, có cái vẻ đẹp, và cái gì mà nó xấu xa không đẹp. Đấy là cái nhìn đời như vậy. Thì vì cái sự nhìn đời như vậy cho nên là mới sinh ra cái sự yêu ghét đối với đời. Cái gì mà đẹp thì là mình ham muốn, say đắm, còn cái gì mà xấu nữa thì mình sinh ra cái tâm nhàm chán, đáng ghét. Những cái gì mà mình không ưa thích mà mình gặp phải thì nó sinh ra cái sự bất mãn, sân hận. Còn cái gì ưa thích mà mình không đạt được mình cũng bất mãn, sân hận. Những cái điều đó mà mình đạt được thì mình sinh ra cái tâm say mê, thích thú, ngã mạn, đắm nhiễm vào đó. Thì vì vậy cho nên là sống ở trên cuộc đời này nó rối ren, cuộc đời này đầy những cái sự rối ren như một tổ kén, bùng nhùng như một cái cuốn chỉ rối hay là một cái mớ tóc mà vứt xuống dưới đất, người ta dùng chân người ta xoa lên cho nó rối tít lại với nhau. Thì cái cuộc đời nó cũng rối ren như vậy, thì mỗi người có một cái cách nhìn đời khác nhau. Có thể là cùng một cái cảnh này, người này thấy là đẹp, người kia thấy là ghét. Mà cùng là một cái người như thế này mà người này cho là người đấy là người tốt, người kia bảo người đấy là người xấu. Người ta không có cái quan niệm giống nhau, cái tư tưởng nó không giống nhau. Mỗi người có cái tư tưởng khác nhau, hay là mỗi người có cái nhìn đời khác nhau. Có những người thì nói rằng ở đời thì có những người thì quan trọng về danh vọng, có người thì quan trọng về chức quyền, có những người quan trọng về tài sản, có những người thì quan trọng về sức khỏe. Mỗi người đấy là những cái cách nhìn đời của người đời. Còn Đức Phật nói là hãy nhìn đời như bọt nước, nhìn đời như bọt nước. Cái bọt nước tức là những cái bong bóng mà nó trời mưa bong bóng nó phập phồng lên, một lúc cái là nó nổ đột đi mà nó biến mất ngay. Thì cái người nào mà có cái nhìn đời mà thấy được tất cả mọi thứ ở trên thế gian này, không hãy bỏ qua cái khía cạnh yêu và đáng yêu đáng ghét, tức là bỏ qua cái khía cạnh đẹp và xấu của nó, mà hãy nhìn vào cái tính huyễn hóa của nó, cái tính giả tạo của nó, cái tính không thật của nó. Thì tất cả cái thứ ở trên đời này không có một cái gì nó tồn tại mãi, mà cái gì nó sinh ra nó cũng bị diệt đi. Ví dụ như lúc đấy cái thân của mình này nó sinh ra nhưng mà nó cũng sẽ phải chết đi. Mình thì mình thấy rằng đời nó dài, nhưng mà có những cái người khác người ta sẽ thấy cái cuộc đời của mình rất là ngắn. Ví dụ như các vị chư thiên người ta sống hàng triệu năm, hàng nghìn, hàng trăm triệu năm, người ta sẽ thấy một kiếp sống của mình chỉ bằng một ngày một đêm của họ, người ta sẽ thấy rất là ngắn ngủi. Hoặc là một ngày một đêm của họ bằng cả hàng nghìn năm ở cõi nhân gian này, thì người ta sẽ thấy cái mạng sống của con người nó còn ngắn ngủi thì bằng một cái khoảnh khắc chứ ở cái cõi thiên giới đấy. Thì là cuộc đời này một cái người nào mà thấy được như vậy, thấy là mọi thứ ở trên đời này nó như bọt nước, tức là nó luôn có cái tính sinh diệt, cái gì nó cũng sinh lên thì nó phải diệt đi, nó không có tồn tại mãi. Tất cả những cái gì dù là kiên cố nhất như nhà cửa hay là những cung điện bằng son, hay là những cái gì quý báu nhất như vàng bạc châu báu, tiền của, hay là đến những cái người thân nhân thân thích của mình, cuối cùng ai cũng sinh ra cũng phải chết đi. Cái gì ở trên đời này nó hình thành nên rồi nó cũng sẽ tan hoại đi, đến cái bản thân của mình cũng phải có già có bệnh và có chết đi. Đấy là cái cách nhìn đời của một cái người đã thoát khỏi đời. Một cái những cái bậc đã thoát khỏi đời thì sẽ nhìn đời, sẽ nhìn cái tất cả mọi cái ở trên thế gian này như vậy, và cái vị đó mới không có tham đắm, không có dính mắc với cuộc đời, vì đó mới hoàn toàn tự tại sống ở giữa cuộc đời này nhưng mà vô nhiễm với cuộc đời. Còn vì ở bên cạnh mình lúc nào cũng có những cái tự thần nó đang cầm xiềng xích và nó đang chờ chưởng sáng ở đấy, xiềng xích mà đang chờ chưởng sáng ở đấy, tức là cái xiềng xích ở đây chính là những cái tâm bất thiện, cái tâm tham đắm lúc nào nó cũng đang rình rập ở đây. Nếu như lúc nào đó mình chỉ thấy rằng là trên cuộc đời này có quá nhiều cái đẹp, vợ đẹp, con ngoan, nhà cửa sang trọng, danh vọng, chức quyền, mà mình chỉ cần cứ khởi cái tâm ưa thích một cái là mình bị cái mắc xích trên đời này nó trói lại, nó trói buộc. Và hôm nay thì cho mình thưởng thức một chút, nhưng ngày mai cho mình cảm thấy hạnh phúc một chút, rồi bắt đầu nó cứ trói chặt. Mình càng đạt được bao nhiêu thì nó sẽ càng trói bấy nhiêu. Như là khi mà lúc đầu thì mình tính toán là mình sẽ làm một cái công việc này, mình sẽ kinh doanh cái này, rồi khi nào mình có được một cái khoản tiền như thế này mình sẽ dừng lại, mình sẽ không làm nữa. Nhưng mà khi mà mình đạt được rồi mình không dừng lại được nữa, mình cứ phải tiếp tục. Đấy là mình đã bị trói buộc, cái cuộc đời nó trói buộc như vậy, và mình cứ sẽ bị bận rộn hoài. Đấy là do mình bị tham đắm với cuộc đời. Thì tất cả những cái tài sản danh vọng về, hay là những cái sắc đẹp, hay là những cái sự cả ai hấp dẫn ở trên đời, nó sẽ trói buộc con người ta như vậy. Và một cái người biết nhìn đời như bọt nước này thì cái vị đó sẽ sống tự tại trước cuộc đời này. Vì đó sống trước cuộc đời nhưng mà vị đó không có mà bị bất cứ một cái gì nó chi phối, nó không có một cái gì nó có thể buộc ràng vị đó, tức là vì nó không có đắm nhiễm bất cứ một cái gì. Thì đó, nhìn thấy cái cảnh ngũ dục ở thế gian, sắc tài danh lợi ở thế gian như bọt nước, là nó có rồi nó lại đi. Ví dụ như cái người mà mình có mất mát một cái gì ở trên thế gian, mình cũng không có khổ đau, mình biết là mọi thứ ở trên thế gian này nó cũng giống như bọt nước mà thôi. Dù mình có giữ được nó ở lúc này nhưng mình chẳng giữ được nó, mình chẳng mang được nó đi khi mình chết. Vậy thì dù mình có được, mình cũng không có tự hào ngã mạn. Mình có mọi thứ ở trên thế gian này, mình cũng coi nó là bọt nước. Mình biết rằng lúc này nó còn nhưng mai mốt nó sẽ mất, không có cái gì nó tồn tại mãi. Vậy thì cái người đấy có cái sự nhìn đời như vậy thì mới có sự tự tại. Nếu mà cái người mà không có cái pháp nhìn đời như vậy thì cái người đấy sẽ luôn luôn sống trong cái trạng thái bất an. Cái gì đẹp thì cũng phải no tầm cầu, cái tầm cầu được rồi thì sợ mất đi, khi mà mất đi rồi thì sinh ra cái sự sầu yêu bất mãn, than van khóc lóc. Đấy là cái sự đời, nhìn đời như là những cái cảnh huyễn hóa, là mọi thứ ở trên cuộc đời này nó không có thật sự như mình nghĩ, nó chỉ là cái này nó biến hình biến tướng thành cái khác. Hôm nay nó là cái này, mai nó thành cái khác. Bây giờ mình thấy những cái cây cối nó tốt tươi như thế, nhưng mà mình không biết rằng nó hút toàn những cái phân và nước tiểu, nó mới có được cái sự tươi đẹp, những cái bông hoa đẹp. Bao nhiêu thì nó hút bao nhiêu là phân cho những cái thứ ô uế nhất, nó tạo ra những cái bất tịnh nhất. Những cái mà cái cảnh đẹp nhất mà nó lại được sinh lên từ những cái bất tịnh nhất. Thì tất cả mọi thứ ở trên thế gian này nó cũng vậy. Những cái gì mà mình nghĩ là nó đẹp đây, nhưng mà mình truy lại cái nguồn gốc của nó, mình sẽ thấy nó không có đẹp như mình nghĩ. Mọi thứ ở trên cuộc đời này vậy. Vậy thì cái người này mà biết mọi thứ ở trên cuộc đời này như huyễn hóa, nó biến tướng biến hình, mọi thứ nó diễn ra ở trên thế gian này cũng như là nó diễn ra ở trong giấc mơ vậy. Mình thấy những cái gì trong giấc mơ nó giả tạo như thế nào, thì đến một lúc mà mình nằm ở trên giường hấp hối này, mình sẽ thấy cuộc đời nó cũng giống như giấc mơ như thế vậy. Mình cũng bận rộn lăn tăn đi lo toan tìm kiếm tất cả những cái điều mà mình mong cầu. Nay rồi người ta cho mình vào quan tài đem đi chôn, không có mang theo cái gì hết. Giống như là trong giấc mơ mình cũng thấy là trong giấc mơ mình cũng mong cầu cái này, rồi mình cũng tìm kiếm cho đạt được, đến khi tỉnh dậy mình thấy chẳng có gì cả. Mình có thể có những người mình mơ ước được làm vua, được làm quan, nhưng mà mình chẳng được làm, nhưng trong giấc mơ có thể mình sẽ được làm. Rồi là trong cái giấc mơ đấy mình được hưởng thụ đầy đủ tất cả những cái mà một vị vua được hưởng thụ, nhưng mà đến khi mình tỉnh dậy mình thấy nó ngỡ ngàng nuối tiếc. Thì cái người mà sống trên cuộc đời mình cứ coi trọng mọi thứ, mình yêu quý mọi thứ, thì đến khi mà mình hấp hối rồi mình thấy không mang đi được cái gì, khi mình chết mình đi về một cái cõi sống khác rồi thì mình mới thấy được là đúng là cái cuộc sống này cũng giống như một cái giấc mơ vậy, không có thật mà mình cứ tưởng thật. Mà vậy thì một cái người đấy, cái người nào mà hiểu về cuộc đời là cái người thức tỉnh, còn những người mình không hiểu, mình cứ bị thế gian này nó che mắc mất. Thì những cái thế gian này nó biến hình biến tướng ra nhiều cái cảnh huy hoàng, mình không có nhìn sâu sắc vào đó, mình chỉ nhìn đến cái trước mắt thì mình sẽ bị thế gian này nó mê hoặc, rồi mình sinh ra tham đắm, sinh ra hận thù, hay là sinh ra những cái bất thiện, rồi mình sẽ phải chuốc lấy cái khổ đau do chính cái sự không thức tỉnh của mình. Vậy cái người nào thức tỉnh, muốn thức tỉnh thì hãy nhìn thế gian như bọt nước, nhìn thế gian như cảnh huyễn. Tất cả những cái vạn vật ở thế gian cho đến thân tâm của mình cũng thế, cũng đều là bọt nước, đều là huyễn hóa. Thì cái người đấy có được cái sự an nhiên tự tại ở đời này và đời sau. Hãy đến nhìn đời này như xe vua lộng lẫy, người ngu mới tham đắm, kẻ trí nào đắm say. Thì cuộc đời có rất là nhiều những cái đẹp, những cái huy hoàng, những cái khả ái hấp dẫn. Thì như là cái xe của một cái ông vua thì được trang hoàng, nhưng mà khi mà mình tháo rời tất cả những cái thứ đấy ra thì mình sẽ thấy nó không còn là cái xe nữa. Hay là xe đấy nó đi một thời gian rồi nó cũng mòn, Tức là cái xe đua thì nó cũng có lúc thì nó phải mòn, có lúc thì nó sẽ rơi, nó sẽ rời rã ra, trục ra trục, bánh ra bánh, xe ra xe. Thì lúc đấy nó không còn nguyên hình là một cái xe nữa, nó mất đi cái sự khả ái hấp dẫn. Thì cũng như vậy, nếu như bây giờ mình thấy một cái gì đẹp ở trên đời này mà nó làm cho mình bị say đắm, nó làm cho mình phải nó làm cho mình bị mê tâm loạn trí chạy theo. Ví dụ như là một người nam thấy một người nữ đẹp, rồi là sinh ra cái tâm say đắm, rồi là chạy theo cái cảnh đẹp đấy. Thì đấy là một cái người không có trí tuệ, bị cái cảnh huyễn hóa ở bên ngoài nó mê hoặc. Vậy thì một cái người đấy muốn thấy được cái bản chất thì cái người đấy có thể mình sẽ ra nghĩa trang, mình sẽ nhìn vào những cái nấm mồ, hoặc là mình có thể nhìn thấy những cái tử thi, những cái xác chết, những cái bộ xương đã rời. Thì lúc đấy mình sẽ thấy bản chất thật sự của con người là như thế. Dù đẹp đến đâu thì cũng chỉ cái vẻ đẹp đấy nó không có tồn tại mãi được. Hôm nay còn trẻ nhưng ngày mai nó sẽ trở thành một cái người già. Nhưng mà đã già nhăn nheo, nụ cụ xấu xa, hôi hám thì lúc đấy mình sẽ cảm thấy ghê gớm. Và mai mốt thì chết, khi mà chết chương sình, chết phân hủy, rồi là xương thì ta thịt tan nát hết rồi. Thì lúc đấy mình sẽ thấy là cái vẻ yêu kiều xinh đẹp kia nó thật sự là quá là giả dối. Và cái bản chất thật sự nó chính là những cái bộ xương rơi đã tan tác này. Thì cái người có trí tuệ thì phải quán chiếu như thế để đừng có bị mê hoặc bởi những cái giả tạm của cuộc đời. Mình thấy hôm nay cái bông hoa đẹp nhưng ngày mai nó sẽ tàn, hôm nay mình trưng lên cao nhưng ngày mai mình sẽ hạ nó xuống dưới sọt rác vứt đi. Cái con người ta cũng thế, khi còn trẻ thì kiêu sa ngã mạn, nhưng mà khi về già rồi thì lại xấu xa, rồi khi chết phải chôn vùi đi, cũng còn cái ý nghĩa gì cả. Cuộc đời là như vậy. Những người nào mà hiểu ra cái bản chất của cuộc đời thì phải có cái trí tuệ để quán sát như vậy, để đừng có tham đắm vào cái hình tướng ở bên ngoài, cái hào nhoáng giả tạo trước mắt này. Thì cái vị đó mới là cái người thoát ra khỏi cái sự trói buộc, khỏi cái sự chi phối, khỏi cái cạm bẫy của cuộc đời này. Ai sống trước buông lung, sau sống không phóng dật, trói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Thì khi mà người ta sinh ra ở trên đời thì cũng chưa có ai là cái người biết làm việc phước, hay là cũng chưa có ai là sinh ra biết tu tập ngay. Sinh ra ở trên đời này cũng chưa có ai là cái người biết làm việc ác ngay, cũng chưa ai là cái người biết làm việc thiện ngay. Thì mà nó do cái môi trường và cái người đấy được huân tập từ chính cái môi trường của mình. Cái người nào mà sinh ra từ trong một cái gia đình mà cha mẹ là những người chân chánh, những người có trí tuệ, thì cái đứa trẻ đấy nó sẽ được giáo dục từ nhỏ, mà nó đã được sống trong cái môi trường hiền thiện từ sớm hơn. Còn những cái đứa trẻ nào mà sinh ra từ cái gia đình mà cha mẹ tà kiến hay làm những việc bất thiện, nó có thể được huân tập những cái tánh bất thiện lớn hơn. Vì khi mà một cái người được sinh ra ở trên cuộc đời, tức là cái người đấy ít nhiều sẽ có cái sự đắm nhiễm với cuộc đời. Không có ai là tránh khỏi, không có ai sinh ra ở trên đời này mà mình đã có thể là có cái sự thanh tịnh ngay được. Vậy thì trước khi mà mình còn sống ở ngay trong cái đời này cũng vậy, hay trong đời trước cũng vậy, ít nhiều mình cũng đã có cái sự buông lung phóng dật. Không có ai là không có cái buông lung phóng dật hết. Nên là một cái người như bản thân Đức Phật cũng thế, khi mà Đức Phật chưa đi tu tập, Ngài còn sống ở cái đời sống tại gia, là một cái vị hoàng tử, thì Ngài cũng hưởng thụ những cái dục lạc ở trên cuộc đời. Thì khi mà Ngài hưởng thụ những cái thú vui trong trên cuộc đời đấy cũng là buông lung phóng dật. Lúc đấy Ngài cũng là phàm phu, cho nên là Ngài cũng có những cái tham sân si như những người bình thường khác, và cũng muốn thỏa mãn cái tham sân si đó, đó chính là buông lung phóng dật. Nhưng mà nó chỉ khác là một cái người có cái sự thức tỉnh và cái người không có sự thức tỉnh. Có những người sống buông lung, trẻ buông lung, lớn lên buông lung, già buông lung và chết trong cái buông lung đấy. Thì cái người đấy là cái người sống lãng phí cái cuộc đời này, sống gây nên những cái tai họa cho chính mình. Còn cái người khi mà lúc trẻ buông lung, lớn lên buông lung, nhưng mà già rồi bị đấy biết thức tỉnh, khi già bị đấy thức tỉnh và vì đó không buông lung, không phóng dật nữa, vì đó không ham chơi, không làm những việc bất thiện nữa, biết tu tập. Tức là có thể là có những người khi mà tuổi trẻ thì buông lung phóng dật, làm những việc sai trái, nhưng mà đến tuổi già bị đó thức tỉnh và biết tu tập. Có những người thì người ta biết tu tập mà từ rất sớm, có nghĩa là chỉ có cái tuổi thơ ấu thì có chút buông lung, nhưng mà khi mà đến tuổi trưởng thành người ta đã biết tu tập rồi. Thì trước khi một cái người biết tu tập thì ai cũng có sự buông lung, ai cũng có cái sự phóng dật hết. Vì một cái người đã trải, tất cả chúng sinh đều trải qua cái luân hồi sinh tử vô lượng kiếp. Cái trái đất này đã từng sinh diệt rất nhiều lần, và mỗi một lần như thế mình đã từng sống đi và chết lại, đã từng tái sinh qua lại vô số kiếp như vậy. Nhưng mà để mà mình còn tồn tại đến ngày hôm nay là do mình có cái buông lung phóng dật rất là nhiều, có cái sự dính mắc với thế gian rất là nhiều, nên mới có cái sự buông lung phóng dật. Trước buông lung phóng dật nhưng mà sau đó vị đấy sống không phóng dật, tức là vị đó biết tu tập, thì cái người đấy cũng sẽ tỏa sáng ở trước đời này. Giống như là buổi tối thì có cái mặt trời bị mây che phủ, nhưng mà có những cái lúc cái mặt trời đấy đã được thoát ra khỏi những cái đám mây che. Như vậy thì có những cái vô minh, có những cái tham ái, có những cái phiền não nó đã che phủ mình ở một cái thời kỳ nào đấy. Mình bị chi phối bởi những cái tham đắm, bởi những cái phóng dật như vậy. Nhưng mà bây giờ mình đã biết đối trị lại nó. Tức là cái người không phóng dật là người biết đối trị lại những cái tâm bất thiện đấy bằng cái hành động tu tập của mình. Cái hành động tu tập, tức là cái người đó một cái ngày đó vì đó biết hành thiền, vì đó chân chánh hành thiền, vì đó tận tâm hành thiền, là cái người đó sống không phóng dật. Còn những ngày nào đó mình chưa biết hành thiền, chưa biết tu tập, là cái người đó mình còn phóng dật. Có thể là mình có những cái người phóng dật vì chưa thức tỉnh, vì vẫn không có biết thế gian này nó có cái sự khổ đau, phiền não, nguy hiểm như thế nào, cho nên vì nó sống phóng dật, vì đó cứ nghĩ là chết rồi là hết, nên là vì đó phóng dật. Nhưng mà cũng có những người có biết cuộc đời này vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm có nhiều hơn, nhưng mà vì đó vẫn chưa thoát ra khỏi, vì nó vẫn còn bị trói buộc ở thế gian này, cho nên là vẫn còn phóng dật. Và đến một lúc nào đó mình có thể dứt bỏ ra được những cái buông lung phóng dật đấy. Mình có biết dành thời gian, tức là dù mình có bận rộn đến thế nào thì mình cũng phải biết dành thời gian ra để tu tập. Thế cứ lúc nào cái vị đó biết chú tâm hành thiền là cái vị đó không phóng dật. Vậy thì trước buông lung mà sau trong không phóng dật, vị đó có thể trói sáng ở đời này. Vị đó biết tu tập thì vị đó có thể tỏa sáng. Tức là tỏa sáng là cái tâm của vị đó sẽ thanh tịnh lên, cái trí tuệ nó sẽ giác ngộ ra, vị đó sẽ hiểu biết ra được những cái dục nạp ở thế gian là vui ít khổ nhiều. Nhưng khi một người chưa có trí tuệ hiểu biết ra, vì nó chạy theo những cái dục nạp ở trên thế gian, vì đó lại cho là dục nạp ở trên thế gian này mới là vui, thì đấy là vì nó còn đang bị chìm đắm, bị trói buộc ở thế gian. Khi nào đầu biết được những cái dục nạp thế gian này là khổ, thì vì đó mới là một cái người đã thức tỉnh, mới là một cái người đã tỏa sáng, trói sáng. Tức là cái trí tuệ của vị đó đã khai mở, vị đó biết được những cái hạng liệt, những cái pháp cao thượng, mà những cái pháp nào là đen tối, những cái pháp nào là cái pháp thanh tịnh trong sáng. Thì trước khi mà trở thành một cái người thanh tịnh, ai cũng đã từng ở trong cái sự ô nhiễm, nhưng mà cái người đấy thì là khi mình thức tỉnh ra rồi thì mình hãy gột rửa những cái ô nhiễm ấy đi. Trước khi mình có trí tuệ thì ai cũng đã là những cái người ngu si, nhưng mà mình biết tu tập, dùng cái trí tuệ để diệt trừ những cái ngu si đấy đi. Đấy là trước sống buông lung, sau thì sẽ không phóng dật, nên là biết tu tập. Những người đấy trói sáng rực đời này như là trăng thoát khỏi sự che phủ của mây mờ. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, trói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Thì khi mà một cái người mà thức tỉnh ở trên cuộc đời, người ta có thể có nhiều những cái hành động tạo nghiệp, và trong những hành động đấy sẽ làm rất là nhiều cái ác nghiệp. Vì cái lúc mà cái người si mê ở trên cuộc đời, người ta làm việc ác, người ta cũng không ý thức được cái việc ác đấy nó sẽ tác động lại mình như thế nào. Cho nên là người ta cứ làm một cách vô tư thoải mái, làm trong với một cái tâm hả hê thích thú. Nhưng mà khi mà đã thức tỉnh ra rồi, người ta biết việc ác này sẽ làm khổ cho chính mình, thì người ta biết tránh xa những cái việc ác đấy, và người ta biết làm những cái việc lành. Ai dùng các hạnh lành, thì khi mà những cái việc lành được tu tập, làm xóa mờ những cái ác nghiệp, những cái nghiệp mà một cái người mà đã tạo ra thì nó sẽ đi theo với người đó mãi. Một cái nghiệp ác mà người đó đã tạo thì cái nghiệp ác ấy nó sẽ đi theo mình từ đời này sang đời khác. Những nghiệp thiện nào mà mình tạo ra thì nó cũng sẽ đi theo mình mãi. Nhưng mà có những cái nghiệp nó mạnh và có nghiệp nó yếu. Có cái người thì cái ác nghiệp nó rất là mạnh, do mình làm việc ác nhiều quá cho nên là cái nghiệp ác cái nó mạnh. Nó mạnh thì nó sẽ hay trổ quả, tức là nó cho cái quả báo là mình luôn luôn gặp những cái chuyện bất hạnh, khổ đau. Và khi mà mình chết nó trổ quả là nó cho mình tái sinh về những cõi khổ. Còn những cái người nào mà có cái việc thiện nó mạnh hơn thì những cái việc thiện đó nên cũng sẽ hay trổ quả, nó làm cho mình thường gặp những cái điều tốt đẹp. Và khi chết nó trổ quả thì nó sẽ làm cho mình gặp những cái điều tốt đẹp an vui. Thì những cái người nào mà làm được nhiều việc thiện thì những cái nghiệp ác đấy nó sẽ yếu đi. Những cái ác nghiệp mà mình đã làm trước kia thì mỗi lúc nó một yếu dần đi, và nó khi mà những cái nghiệp nó yếu như vậy thì nó ít có cái cơ hội để trổ quả hơn là những cái nghiệp thiện. Vậy thì cái người nào mà càng làm nhiều nghiệp thiện thì những cái ác nghiệp mình đã tạo nó sẽ yếu dần đi. Thì họ sinh ra ở cái nằm ở cái kiếp người này thì cái cơ hội tạo những cái việc thiện nó rất là dễ, mà những cái khả năng, những cái cơ hội để mình tạo những nghiệp ác nó cũng rất là dễ. Hai cái nghiệp này nó đều rất là dễ dàng để tạo tác. Nên là một cái người nào mà biết làm những cái việc này thì cái người đấy sẽ tạo được rất nhiều những thiện nghiệp. Người nào mà không biết làm việc này, người đó sẽ tạo rất nhiều ác nghiệp. Người nào biết áp dụng cái giáo pháp của Đức Phật và tu tập trong cuộc sống hàng ngày thì sẽ làm được nhiều những cái thiện nghiệp, thì nó sẽ xóa mờ cái ác nghiệp đấy. Và đến khi chỉ có một cái người biết tu tập mà giới định tuệ, như là cái vị đó có thể thực hành, có thể là vị đó lúc chưa có giác ngộ thì vị đó làm những cái ác nghiệp. Nhưng mà khi vị đó giác ngộ rồi, vị đó biết tu tập, đến vị đó tu tập giới, thì vị đó nhờ cái giới đó mà vị đó có thể sinh thiên. Vì đó biết hành thiền định, nhờ cái thiền định đó vì đó có thể sinh về phạm thiên giới. Vì đó biết thực hành về thiền quán, tức là thực hành về thiền tuệ, thì nhờ cái trí tuệ giác ngộ đấy mà vị đó có thể chứng đắc được các cái đạo quả. Thì một cái người mà có thể chứng đắc được các cái đạo quả thì cái vị đó có thể xóa được những cái ác nghiệp mà vị đó đã tạo. Nên là có những cái người ta đã tạo những cái ác nghiệp mà người ta có thể phải đọa vào những cái cõi đoạn xứ. Nhưng mà nhờ khi mà người ta giác ngộ ra, mà người ta biết tu tập, người ta có thể chứng được các đạo quả và người ta không còn phải đọa vào các đoạn xứ nữa. Có những người tạo những cái ác nghiệp rất là lớn, như thời Đức Phật có cái bị theo ngoại đạo như là Angulimana, nghe theo cái lời tà kiến suối bẩy của cái vị thầy của mình đã đi giết rất nhiều người, hàng nghìn người đã bị chết. Thì cứ với cái ác nghiệp đấy vị đó có thể đọa vào địa ngục nếu như cái kiếp đấy vị đó không có gặp Đức Phật và không có tu tập. Nhưng mà vị đó đã gặp được giáo pháp, vị đó tu tập, vị đó chứng được quả A La Hán thì những cái ác nghiệp đó đã được xóa hết, đã được diệt trừ hết, vì đó không còn trả cái quả báo mà do vị đó đã tạo nên nữa. Thì một cái người mà tu tập đến cái sự viên mãn thì vị đó có thể đoạn được những cái ác nghiệp mà vị đó đã làm. Thì chỉ trừ có 5 cái ác nghiệp mà không thể nào đoạn được ở trong kiếp sống này, đó là ngũ nghịch trọng tội, một người giết cha, giết mẹ, giết những bậc thánh A La Hán, phá tăng, phá cái sự hòa hợp của chư tăng, và cái vị đó làm mà có cái ác ý muốn hại Đức Phật. Thì đấy là những cái ngũ nghịch trọng tội thì không thể xóa được. Còn tất cả những cái ác nghiệp khác đều có thể xóa được bằng những cái sự tu tập. thì vị đó nhờ có cái tu tập của mình có thể diệt trừ được, có thể cắt đứt, đoạn được những cái ác nghiệp. Có những cái ác, có những cái nghiệp ác có thể đoạn trừ được bằng những cái nghiệp thiện. Có những cái nghiệp thiện sẽ bị đoạn trừ bởi cái ác nghiệp. Có thể mình tạo những cái việc thiện, nhưng mà khi mà mình tạo nên những cái ác nghiệp thì những cái thiện nghiệp đấy nó sẽ bị đoạn trừ mất. Còn có những cái người mà tạo nên được những cái thiện nghiệp thì cái thiện nghiệp đấy nó có thể đoạn trừ được những cái ác nghiệp của mình. Những cái người mà biết sống theo hạnh lành thì mình sẽ làm mà xóa mờ được các cái ác nghiệp, thì cái người đấy cũng sáng được đời này như trăng thoát mây che. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Thì ở trên thế gian này thì những cái người mà phân biệt được thiên ác chánh tả rất là ít. Mà những cái người mà người ta không biết phân biệt thiện ác chánh tả thì rất là nhiều. Giống như vì vậy nên là đời này thật là mù quáng, tức là những người sống ở trên đời người ta không có biết không có hiểu biết gì về cuộc đời này. Tức là những cái đời này nó rất là mù quáng như vậy, bằng cái mắt thường của mình không có thể thấy hết được mọi cái điều ở trên thế gian này. Mù quáng ở đây là mình không có biết phân biệt thế nào là chân chánh, thế nào là tà, không biết được thế nào là cái việc thiện, thế nào là cái việc ác. Mình không biết được là cũng không biết được cái đâu là cái người tốt, đâu là cái người xấu, đâu là cái việc nên làm, đâu là cái việc nên tránh. Thì sống ở trên cái cõi đời này như thế, những cái người mù quáng. Và vì vậy cho nên là những cái người sống ở trên thế gian này khi chết phải đọa xuống đọa xứ thì rất là nhiều như là đất ở đại địa. Mà những chúng sinh chết ở cái cõi an vui này mà được sinh về những cái cõi thiên giới, những cái cõi an vui thì rất là ít. Mà phải đọa xuống cái đọa xứ thì rất là nhiều. Như vậy thì cái sự hiểu biết, cái tri kiến của chúng sinh ở trên thế gian này rất là thấp. Những cái chúng sinh mà bị vô minh che nấp, bị tham ái trói buộc thì rất là nhiều. Mà những cái chúng sinh mà có trí tuệ, những người mà có trí tuệ mà có thể vượt qua được cái tham sân si thì rất là ít. Vậy nên nói là đời này rất là mù quáng như vậy. Không có biết cái con đường đi đến cái hạnh phúc an vui thì cũng ngay ở bên cạnh, nhưng rất ít người đi. Mà cái con đường đi đến cái địa ngục, đi đến các cái đoạn xứ, đi đến khổ đau cũng ngay ở trong cái cuộc đời này, nhưng mà người ta lại đi rất là nhiều. Cũng là cái con đường đời nó có hai ngả, một là cái ngả đi về cõi an này, một là cái ngả đi về đoạn xứ khổ đau. Thế nhưng mà người ta lại cứ chọn cái con đường đi vào đoạn xứ khổ đau, và rất ít người biết chọn cái con đường đi đến an vui hạnh phúc. Cái con đường ấy nó ở đâu? Cái con đường ấy nó ngay ở trong tâm của mình. Cũng là một cái tâm đấy mình hướng thiện thì là một cái tâm là mình đi ra ánh sáng, mình hướng về cái bất thiện là mình đi vào bóng tối. Thì cũng là cái tâm mà mình hướng về những cái điều chân chánh thì mình sẽ đi đến cái cõi an lành. Và cái tâm đấy nó hướng về những cái điều tà thì mình sẽ đi đến cái khổ đau. Thì cái tâm của mình thì do ai làm chủ, ai sinh ra, ai tạo ra. Thì cái tâm của mình cũng là do mình làm chủ, do mình tạo ra, do mình khởi lên. Cho nên là sinh ra ở trên cái cuộc đời này có thể là cùng một cha mẹ sinh ra, nhưng mà mỗi một cái đứa con nó có một cái tính tình khác nhau. Vì cái tâm là do nó làm chủ, cha mẹ không làm chủ được nó. Cha mẹ có thể làm chủ được nó, quản thúc được về cái thân nó, nhưng mà không thể quản thúc được cái tâm nó. Vậy con người ta có thể quản thúc được cái thân nhưng không thể quản thúc được cái tâm. Mình có thể sống ở trong môi trường nào mà mình cũng có thể khởi cái tâm thiện hay tâm bất thiện là do mình. Vậy thì cái người nào cứ khởi lên cái tâm bất thiện thì là sẽ là cái người mù quáng, cái người đấy sẽ đi vào đoạn xứ khổ đau. Còn những người nào mình khởi lên được cái tâm thiện thì mình sẽ đi đến cái sự an vui. Cái người nào mà mình thân cận với những cái người, những bậc thiên tri thức, những bậc có trí tuệ, thì cái người đấy sẽ được khai mở những cái trí tuệ, sẽ học hỏi được những cái pháp thượng nhân, và cái vị đấy sẽ đi về cái sự an vui. Người mà thân cận với những cái bậc bất thiện thì mình sẽ khởi lên những cái tâm bất thiện, mình sẽ đi về đoạn sự khổ đau. Thế cái con đường cao thượng vì nó đi ngược lại với cái con đường đời. Cái đường đời thì nó đi xuống, và cái con đường đạo, cái con đường trong sáng thì nó phải đi ngược lên. Nhưng mà với cái tâm lý của con người ta, mà đi xuống thì nó dễ, mà đi lên thì nó khó hơn. Khởi lên một cái tâm bất thiện thì nó rất là dễ, thì không cần phải cố gắng nỗ lực gì cả, mình cứ sống buông lung thì là nó tự động nó khởi lên các tâm bất thiện. Nhưng muốn khởi lên một cái tâm thiện thì cái vị đấy phải có cái sự tinh tấn, phải có cái sự học hỏi, có cái sự siêng năng rèn luyện tu tập từng ngày, và thì cái tâm thiện đấy thì nó dần dần nó mới thuần thục và nó mới phát sinh ra cái trí tuệ, và khi mà cái trí tuệ đấy nó đã mạnh mẽ lên rồi thì nó mới diệt trừ được những cái vô minh, nó mới diệt trừ được những cái sự mù quáng của cái vô minh tham ái, thì cái đó sẽ được an toàn, được an ổn. Còn những cái người còn lại là do cái sự phóng dật, do cái sự phóng túng, tức là cái sự không có cái tinh tấn nỗ lực trong những cái thiện nghiệp, không có tinh tấn thực hành những cái pháp chân chánh, tức là không có cái sự tu tập ở nơi thân và nơi tâm, cho nên là những cái người đấy sẽ phải đọa xuống cái đọa xứ. Còn những người nào có cái sự nỗ lực cố gắng tinh tấn tu tập ở nơi thân và tâm mình thì cái người đấy là đang đi trên cái con đường ra ngoài ánh sáng. Không tu tập thân tâm mình là đang đi trên cái con đường ở trong bóng tối, và cái người đấy sẽ bị gặp những cái sự nguy hiểm ở trên cái cuộc đời này, giống như là trên cuộc đời này nó rất là nhiều cạm bẫy. Cái người nào mà không có cái con mắt tinh tường mình sẽ đạp vào những cái cạm bẫy đấy, gặp phải những nguy hiểm, giống như là chim mắc lưới mà không phải là quát rồi. Như chim thiên nga bay thần thông niệm giữa trời, chiến thắng ma quân kẻ trí thoát đời này. Thì một cái bậc mà đã được giải thoát thì cái bậc đấy được tự tại, cái bậc đấy được tự tại giống như là chim thiên nga bay ở trên cõi đời. Thì cái người đấy tự tại giống như những người có thần thông đi ở trên hư không, không để lại những cái dấu vết, hay là cái người đấy không có ai có thể trói buộc cái người đó được. Thì là những cái người mà những cái bậc mà đã tu tập, mà đã đạt đến cái giác ngộ rồi, thì những cái vị đấy không còn bị dính mắc ở cuộc đời này nữa. Nó giống như là những cái bông hoa sen mọc ở trong bùn nhưng mà không bị nhiễm bùn nữa. Thì những cái người mà tu tập đã được giải thoát, vì đó vẫn sống hiện diện ở trên cái cuộc đời này, nhưng mà không còn bị trói buộc bởi những cái tham ái, những cái chấp thủ ở trên cuộc đời nữa. Thì cái vị đấy được coi, mặc dù vẫn sống ở thế gian này, nhưng mà cũng được coi như là vị đó đang bay ở giữa hư không, tức là không có cái gì trói buộc được vị đó có thể đến đi tự tại, không vướng, không có bị trói buộc, không có bị rộn ràng. Tức là vị đó chiến thắng được các cái ma quân phiền não. Tức là một cái vị đấy tu tập về giới định tuệ và đạt đến cái sự viên thành. Vị đó đã chặt đứt được những cái phiền não vi tế ngủ ngầm ở trong tâm rồi, thì cái đấy được gọi là vị đó chiến thắng được khỏi những cái ma quân phiền não. Thì đấy là những cái vị mà đấy được gọi là những cái vị có trí tuệ, tức là cái vị đấy phải có cái sự tu tập về thiền tuệ, vì nó phải thành tựu về cái thiền quán để quán thấy được cái sự vô thường giả tạm ở cái nội thân của mình, và cái sự vô thường giả tạm ở cái ngoại thân ở bên ngoài, tất cả những cái ngoại cảnh ở bên ngoài, thấy được cái sự vô ngã, diệt trừ được cái tham ngã, được cái tham ái chấp thủ đối với chính bản thân mình và những cái ngoại cảnh ở bên ngoài, thì cái vị đấy sẽ tự tại như vậy, không còn là bị chính cái bản ngã của mình nó trói buộc, không còn bị cái ngoại cảnh ở bên ngoài nó trói buộc nữa, thì vì nó ung dung tự tại, là tâm không còn động, không còn bị dao động, trước những cái sự đổi thay, những cái sự biến đổi của cuộc đời này. Ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời xong, không ác nào không làm. Thì để mà biết được một cái người nào là cái người tốt hay người xấu thì biết được cái người đấy bằng những cái hành động của cái người đó. Tức là cái người đấy có một cái người thiện và một cái người bất thiện sẽ khác nhau. Như là một cái người bất thiện, tức là cái người đấy vi phạm một pháp, như là trong năm giới vì đó vi thường xuyên làm một cái việc, tức là vì đó thường xuyên phạm vào một giới, tức là vì đó là một cái người như là sát sinh. Nếu như mà vị đó sống với cái nghiệp sát sinh thì là cái vị đấy sẽ làm những cái ác nghiệp khác nữa. Hay là một cái vị nào mà có cái hành động là ăn trộm cắp, vì đó sống bằng cái nghề trộm cắp thì cái vị đó cũng có thể sẽ làm những cái việc như là sát sinh, tà dâm, nói dối và uống rượu. Hay là một cái người mà tà dâm, người ta thường xuyên sống bằng cái hạnh tà dâm thì cái người đấy cũng rất là hay nói dối, vì không có người nào tà dâm về mà nói thật mình là dâm, thì cái người đấy cũng sẽ làm những việc khác như là trộm cắp, cái người đấy cũng sẽ làm những cái việc khác như là sát sinh và uống rượu. Hay là một cái người mà nghiện rượu thì cái người mà nghiện rượu thì cái người đấy cũng sẵn sàng sát sinh, người đấy sẽ không kiêng cái giới sát sinh, người đấy cũng không kiêng cái việc trộm cắp và tà dâm. Vậy thì 105 cái giới mà một cái người nào đấy không có từ bỏ, 105 giới mình cứ làm được cái giới này, thì năm cái giới nó giống như một cái con thuyền, thì cái con thuyền này nó cần thủng một lỗ thôi là nó sẽ chìm hết. Thế nhưng mà như là mình có một con thuyền để đi qua sông mà mình thủng thì nó cần 5 cái mảnh ván để nó ghép lại thành một con thuyền. Thế nhưng mà mình đi được một đoạn mà nó bị thủng mất một cái, nó rơi mất một cái ván thì 4 cái kia này nó cũng rơi mất, không có tồn tại được, mà 5 cái đấy nó phải nguyên vẹn với nhau thì cái con thuyền đấy mới qua sông được. Vì vậy cho nên là giới mà trong năm giới mình phạm một giới thì được gọi là giới bị thủng. Bị thủng thì con thuyền đấy có thể bá nạn, nhưng nếu như người đó không bá nạn, không đi được, không qua sông được. 5 cái giới đấy nếu mình phạm 2 giới thì coi như là giới bị rách, giống như là cái con thuyền nó bị mất 2 cái, nó không có ghép lại nhau, không đi được. Thủng 3 cái nó giống như là đã bị lốm đốm, nó bị hư hỏng, bị hư hoại, đến như vậy thì nó sẽ không có thể đi qua được nữa. Vậy thì tức là ai vi phạm một pháp, tức là một trong 5 giới đấy mà cái người đấy không có, mà người đó làm một trong 5 giới mà vi phạm thì mình sẽ vi phạm những cái giới khác quá dễ dàng, mình không còn cái ý thức. Mà một cái người có ý thức giữ giới thì sẽ giữ cả 5 cái này. Còn nếu như một cái người nào nói rằng tôi chỉ giữ 4 giới, còn một giới tôi không giữ thì cái vị đó là đang nói dối, không còn nói thật. Ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau thì không ác nào không làm. Nói lời vọng ngữ tức là cái người đấy là cái người nói dối, tức là một cái người mà nói dối thì là cái người đấy cũng hay nói, hay làm những cái việc sai trái, những cái việc bất thiện. Thì ở đây là nói dối, ở đây là cái vị đó có những cái hành động dối trá để lừa gạt người khác. Nếu mà một cái người mà có cái giả dối, tức là cái người đấy sống hay giả dối, như cái việc này mình không làm nhưng mà mình hay nhận là tôi làm việc đấy, thì là cái người đấy là cái người vọng ngữ, người giả dối đấy, thì người đấy cũng sẽ làm những cái ác nghiệp khác. Những người giả dối đấy người ta sẽ làm những cái việc rất sai, rất là bất thiện, và có thể có cái sự bất lợi, làm những cái việc hại đến cái người khác. Bởi vì dối là cái sự giả dối, và giả dối là hay có cái sự lừa gạt người khác. Và cái người mà giả dối là một trong những người nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn là những cái người mà sát sinh hay uống rượu này. Vì cái người đấy luôn luôn sẽ có cái khuynh hướng là đi lừa dối mọi người, lừa dối, dối gạt mọi người và gây cái sự nguy hiểm cho mọi người. Vì đó vì cái lợi ích của mình mà có thể gây nguy hiểm cho người khác. Vì đó không làm nhưng vì đó có thể nói là mình làm, vì đó không làm được nhưng mà vì đó lại nói là mình làm được. là luôn luôn nói dối để lừa dối người khác để mình có cái lợi ích cho mình. Thì cái người đấy cũng là một trong những cái người ác nhân, có thể làm những cái việc ác khác, người ta có thể lừa gạt lại nếu như cái người nào tin tưởng. Cái người mà hay có giả dối thì người ta hay tạo ra những cái niềm tin cho người khác. Khi mà những người khác có cái niềm tin với họ rồi thì lúc đấy họ sẽ lừa gạt, họ sẽ chiếm đoạt hết những cái mà cái người có niềm tin với họ. Vì vậy cho nên là một cái người có cái biểu hiện của cái sự nói dối thì là cái người mà mình còn tin tưởng thì mình sẽ bị lừa và mình sẽ bị làm hại. Vì vậy nên là cái người mà nguy hiểm nhất là cái người dối trá. Nên là Đức Phật nói là những người nói vọng ngữ thì không ác nào không dám làm, người ta sẽ làm những cái việc ác khác nữa. Đấy, nên là cái người nói vọng ngữ hay có cái sự dối trá là một trong những cái ác nhân, là những người nguy hiểm, và những người đấy không nên tin tưởng, vào những người dối trá và thân cận, và tin tưởng những người dối trá đấy mình sẽ gây nguy hại cho chính cái tự thân của mình. Và ai bác bỏ đời sau, là một cái người mà không tin có kiếp sau thì cái người này cũng là cái người nguy hiểm, cái người ác nhân. Người không tin có đời sau thì người ta sẽ không có sợ cái việc ác gì hết. Cái người không tin có kiếp sau, họ sẽ không giữ giới sát sinh, họ sẵn sàng sát sinh, họ sẵn sàng trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và hưởng thụ những cái dục này ở trên thế gian này. Thì đấy là cái người không tin có kiếp sau, là một cái người sẽ người ta sẽ sống tranh thủ, tức là người ta nghĩ rằng là cuộc đời này nó rất là ngắn, cho nên người ta phải sống hưởng thụ. Người ta sẽ có cái khuynh hướng là hưởng thụ, và người ta không có cái khuynh hướng là tạo cái thiện nghiệp. Người ta không có cái khuynh hướng là sẽ phải chừa bỏ cái ác nghiệp và làm những cái thiện nghiệp, không biết tạo phước, không có cái sự tu tập sửa đổi những cái nỗi lầm, không có cái tâm hướng mong cầu những cái điều cao cả, và người ta không có biết là tích lũy những cái điều tốt đẹp cho tương lai. Người ta nghĩ rồi là cái việc tốt việc xấu chết cũng như nhau. Cho nên là trong những cái ác nghiệp thì cái người mà bác bỏ đời sau, người ta sẵn sàng làm những cái việc ác nghiệp, dù là cái ác nghiệp đấy rất là lớn, người ta cũng sẵn sàng dám làm. Nên là cái người mà không tin có đời sau thì cái mà người ta chấp thủ vào cái tà kiến đấy, thì là cái người đấy thì ở cái đời hiện tại họ tạo ác nghiệp, và những cái đời sau thì họ sẽ chìm đắm ở trong cái khổ đau, họ sẽ chìm đắm ở trong loạn xứ. Vậy thì có 5 cái hạng người ở trên đời mà có thể tạo nên những cái ác nghiệp rất là lớn. Đó là cái người đấy ta phạm vào một trong 5 giới, tức là ví dụ người đó thường xuyên sát sinh mà không có từ bỏ, vị đó thường xuyên lấy trộm cắp mà không từ bỏ, thường xuyên tà dâm mà không từ bỏ, thường xuyên nói dối mà không từ bỏ, hay là nghiện, vị đó là một cái người nghiện rượu và các chất say, là một cái con nghiện giống như nghiện ma túy, nghiện rượu, nghiện những cái chất say nghiện khác thì nó cũng đều thế. Thì những cái người đấy đều là những người sẽ làm những cái việc ác. Những cái người hay dối trá và những người bác bỏ đời sau, đấy là những cái người sẽ có những cái khuynh hướng tạo những cái ác nghiệp, và những cái người đấy sẽ có cái đời sau, sẽ chắc chắn là những người đấy sẽ phải rơi vào những cái đoạn xứ. Tức là khi mà chết được cái cõi đời này thì chắc chắn họ sẽ phải rơi vào, họ sẽ phải tái sinh vào những cái đoạn xứ ác thú, không có thể sinh về những cái nơi cao cả an vui được. Keo kiệt không sinh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Thì ở trên đời thì có người thiện, có những cái người ác, tức là có những cái người thì sống thì hay làm việc bất thiện hại người, nhưng mà cũng có người, người ta sống ở trên đời người ta không có làm hại ai, người ta không có, nhưng người ta cũng không làm lợi ích cho ai. Đấy, có những người ta không có làm việc tốt thì người ta không làm gì việc xấu cả, nhưng có những người thì làm rất nhiều việc xấu, có những người thì làm rất là nhiều việc tốt. Thì tùy theo những cái nghiệp đấy mà mỗi, cho nên là khi chết mỗi người sinh về những cái cõi khác nhau. Người thì đoạn xứ, có người sinh về cõi này, có những người thì sinh lại làm người. Và trong những cái cõi đấy có một cái cõi rất là cao thượng, đó là cõi chư thiên. có một cái cõi mà được hưởng những cái phước an vui tự tại, đó là cõi thiên giới. Có thiên giới thì có cái tuổi thọ lâu dài và có cái sự gọi là mình ước muốn những cái điều gì mình có thể thành tựu được cái điều đấy. Cõi chư thiên thì không có cái sự gian khổ vất vả phải đi tìm kiếm bạc tiền mà vì đó ước muốn, thì những cái điều đó nó có thể do cái phước của cái vị đó nó có thể là hóa hiện ra. Chư thiên là một cái cõi mà cái vị đó có thể hóa sinh, và những cái nhu cầu cần thiết của cái vị đó cũng có thể hóa hiện được nếu như vị đó khởi lên cái ước muốn. Thì đó ước muốn có lâu đài không? Có thể nó sẽ hiện ra lâu đài, ước muốn có những cái trang sức ở trên mình, có thể nó sẽ hiện ra những trang sức, vì đó ước muốn có những cái vật dụng thì nó có thể hóa hiện ra những cái vật dụng. Vậy thì cái vị chư thiên đấy là những cái vị có những cái phước lớn, những cái vị đó phải là những vị tạo phước, tức là mình là trong những kiếp quá khứ vị đó đã phải biết làm một cái việc phước, cái việc phước mà làm cái nền tảng để sinh thiên phổ thông nhất, đó chính là cái hành động bố thí. Hành động bố thí thì cái vị đó sẽ sinh thiên giới. Ví dụ như là một người có thể giữ được 5 giới, không làm những cái ác nghiệp, nhưng vị đó không bố thí thì chưa chắc vị đó đã sinh thiên được. Vị đó có thể biết giữ giới, không làm việc ác, nhưng mà vị đó có cái tâm keo kiệt về tài sản, không bao giờ bố thí cho ai cái gì, thì vị đó cũng chưa chắc đã sinh thiên giới. Nhưng mà một người người ta có thể sinh thiên giới được, giờ có cái tâm hào phóng, giờ có cái tâm bố thí, biết làm những cái việc thiện, thì người ta sẽ sinh được về thiên giới. Thiên giới thì cũng có những cái cõi thiên thấp, có những cái cõi thiên cao thượng. Những cái người nào mà càng có cái thiện nghiệp lớn thì càng sinh được hưởng cái phước báo ở chư thiên cũng càng thù thắng hơn. Thế là cái người bình thường ở trên đời này người ta hay tích lũy những cái tài sản của mình, tài sản đấy, và khi chết thì người ta không mang theo được cái tài sản. Nhưng mà có những cái người người ta nghĩ rằng là mình sẽ mang theo tất cả những cái tài sản của mình. Một cái người nào đấy mà người ta nghĩ rằng ta sẽ mang theo tất cả tài sản của mình đi, thì cái người đấy sẽ mang bằng cách nào. Cho nên là có những cái người, có những cái vị vua chúa người ta chết người ta chôn theo vàng bạc, người ta chôn theo những cái tài sản của cải xuống dưới mồ, và người ta nghĩ rằng mình sẽ đã mang theo được cái tài sản đi. Nhưng mà có thể những cái tài sản đấy nó chỉ chôn đấy thôi, và cái bản thân cái vị đấy có thể tái sinh làm con chuột để mà coi đống tài sản đấy, quét một cái lỗ xuống đấy nằm bên cái đống tài sản và trông coi nó. Có thể vị đó sinh làm con rắn, đào cái hang và sống ở gần đấy, có thể sinh làm ngã quỷ ở đấy để trông coi cái tài sản đấy. Đấy là cái tài sản mà mình mang đi bằng cái cách mà không có trí tuệ thì mình sẽ mang đi như vậy. Còn cái người có trí tuệ mang cái tài sản đi bằng cái cách là mang bố thí. Thì những cái gì mà mình có thể bố thí là những cái nó mình sẽ mang theo được. Còn những cái gì mà mình không bố thí là những cái mình không mang theo được. Tất cả những cái tài sản của mình đã bố thí đi là nó sẽ đi theo mình, còn mình còn giữ lại là nó sẽ không theo mình. Vì vậy cho nên là cái một cái kiếp mà Bồ Tát Sumedha là cái tiền thân của Đức Phật, trong cái kiếp được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký, là một cái vị thanh niên cha mẹ để lại cho rất nhiều tài sản, con nhà triệu phú, và lúc đấy thì ngài đã nhìn cái đống tài sản của mình và nghĩ rằng cái đống tài sản này từ 7 đời cha ông đã để lại, từ cái đời tổ tiên mà 7 đời về trước họ đã tích lũy, họ đã tạo tác và họ đã tích góp để lại cho đến bây giờ. Nhưng mà họ tất cả họ đã chết cả rồi, cho đến cha mẹ ta hôm nay cũng đã chết rồi, không ai mang theo được cái gì cả. Cái đống tài sản châu báu này vẫn còn đây, nhưng ta sẽ mang nó đi, ta sẽ mang tất cả những cái tài sản này đi theo mình. Đó là bằng cách nó là mở cửa bố thí hết, không để lại một cái gì cả, bố thí sạch hết, và sau đó đi vào rừng làm ẩn sinh. Thì đấy là vậy, thì cái vị đó là cái vị khôn ngoan nhất, vì tất cả những tài sản nó đã đi theo vị ấy bằng cái phước nghiệp bố thí, vì cái phước nghiệp thì sẽ đi theo vị đấy, chứ vị đấy để lại cho con cháu sau này. Rồi đến một cái đời nào đó sẽ sinh ra những cái đứa con nó phá sản, nó sẽ phá hoại hết cái tài sản đấy, nó ăn chơi nêu lỏng, rồi nó sẽ làm cái dùng cái tài sản đấy vào những cái việc phi pháp thì chỉ nó uổng phí, không mang lại lợi ích gì. Vậy là cái người mà bố thí thì cái người đấy sẽ được hưởng cái phước nghiệp đó. Người không bố thí thì cái người đó không được hưởng cái lợi ích bằng những cái tài sản của mình. Nên là keo kiệt thì mình sinh thiên. Người ngu vì không biết hành động bố thí nó để lại phước nên là không biết làm việc bố thí. Nên là người trí thì biết rằng là bố thí thì nó sẽ để lại của mình, giống như một cái hạt giống gieo xuống đất thì sau này chính mình sẽ gặt hái những cái thành quả của nó. Vậy thì càng gieo nhiều cái hạt giống thì sau này mình sẽ càng được gặt hái nhiều cái thành quả. Người nào mà không gieo thì sau này mình không có quả để hái. Hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Thì trong thế gian này thì có những cái cõi sống ở cái cõi nhân gian hay là ở cái cõi thiên giới. Thì cái tối thượng ở cái cõi nhân gian này, một cái người mà ai cũng mơ ước ở cái cõi nhân gian này đó là được làm một cái vị vua, mà cái vị vua đấy có thể thống lãnh được cả thế gian này. Đó chính là vị vua chuyển luân thánh vương. Ở cái đời này thì không có vị vua chuyển luân thánh vương, nhưng mà vị vua chuyển luân thánh vương đâu có thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Trong cái thời có giáo pháp thì không có vua chuyển luân thánh vương, vì cái vị vua chuyển luân thánh vương đấy có cái uy liên quyền lớn, có thể thống lãnh được toàn cái cõi đất này. Vì đó sẽ làm chủ trì ở cái cõi đất, tức là làm chủ 4 châu thiên hạ. Thì cái vị đó được gọi là cái bậc có cái uy quyền lớn nhất, hay là cái vị đó có đầy đủ những cái dục lạc ở thế gian, ở cái nhân loại này. Hay là một cái người mà được sinh về cõi trời là các vị chư thiên, thì cái vị đấy cũng được hưởng những cái phước lạc ở cõi chư thiên thù thắng, còn thù thắng hơn tất cả những cái phước lạc ở thế gian này. Thì một cái vị sinh làm chư thiên thì cái phước của cái vị đó sẽ lớn hơn cả những cái vị phước của những cái vị mà được sinh làm vua chúa ở nhân gian này. Những vị vua chúa ở nhân gian này cũng không có hưởng cái phước này bằng các cái vị chư thiên, những cái vị phạm thiên ở các cái cõi thiên giới khác nữa. Thì đấy là những cái người mà được hưởng những cái phước báo lớn ở trên thế gian này. Những cái phước báo đấy thì ở cả cái thế gian này, cả một cái dân tộc cũng chỉ có một vị vua, cho nên là một cái người mà được làm vua thì đấy cũng là một cái điều hy hữu. Được sinh về các cái cõi trời hay được làm vua ở cõi trời thì đấy cũng là một cái điều hy hữu nữa. Và những cái người nào phải có những cái phước rất lớn, phải tích lũy rất nhiều đời nhiều kiếp thì mới có thể được hưởng những cái phước đấy. Và những cái người sống ở trên đời mà người ta hay háo ước, người ta mong muốn được cái điều đó, và người ta tưởng rằng những cái điều đó là hạnh phúc lắm. Nhưng mà thật ra thì khi mà còn sống ở trên đời, dù cái vị đó có làm vua, nhưng mà vị đó cũng sẽ vẫn phải chết đi. Vua ở cõi người này cũng không tránh khỏi cái già, cái bệnh, cái chết, những cái nỗi khổ về thể xác và tinh thần, vì đó vẫn không có thể dứt được. Hay là các cái vị mà chư thiên hay các cái vị vua ở các cõi thiên giới cũng thế, cũng vẫn phải già, phải bệnh, phải chết, và những cái vị đó vẫn còn bị chi phối bởi những cái khổ đau của cái thân xác này và những cái khổ đau ở trong tâm thức. Thì đấy là những cái dục lạc lớn nhất ở ở trên thế gian, bao gồm cả nhân gian và thiên giới, cũng không thể sánh bằng được với cái sự an vui của một cái bậc mà tu chứng. Một cái bậc tu chứng được sơ quả dự lưu, thì cái quả dự lưu là cái quả thấp nhất trong tứ thánh quả, của những cái người tu tập có thể chứng đắc các cái thánh đạo thánh quả. Thì cái quả dự lưu là cái quả đầu tiên, là cái quả thấp nhất. Cái quả đấy thì là chứng được tức là đoạn trừ được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, là vị đấy có được cái tuệ đạo, nó hướng lên, nó diệt trừ được một cái phần phiền não, nó diệt trừ được cái sự tham ái chấp thủ đối với cái thân nó buồn này, đoạn trừ được cái hoài nghi đối với lại cái dòng luân hồi sinh tử và cái nghiệp của quả của nghiệp, thì nó có đoạn trừ được cái hoài nghi đấy, mà đoạn trừ được những cái giới cấm thủ, tức là vì đó không tin vào những cái điều tà kiến ở trên thế gian như là cầu xin, cúng bái, tế lễ nọ kia, là người ta không có tin vào những cái điều đấy nữa. Người ta không có, người ta tin vào những cái hành động nó tạo ra phước, hành động nó tạo ra cái ác nghiệp và thiện nghiệp, nhưng người ta không có tin vào cái sự cầu xin tế lễ mà tạo ra phước thiện được. Thì đấy là sơ quả dự niu. Thì sơ quả dự niu đã trở thành một cái bậc tối thắng hơn tất cả, tối thắng hơn về cái gì? Tối thắng hơn tất cả những cái các vị vua chúa ở cõi đất này. Thì cái vị đó, cái bậc mà chứng được sơ quả dự niu, người ta tối thắng hơn, là tối thắng hơn cả về cái trí tuệ của cái vị đó, là vị đó biết phân biệt được thiện ác chánh tả, vị đó biết đây là con đường chân chánh và đây là con đường tà. Vị đó không bao giờ còn rơi vào những cái tà kiến, những cái tà kiến ác kiến. Vị đó không còn bao giờ rơi vào những cái gọi là chấp thường. Vị đó biết rõ về những cái tính sinh diệt ở trên thế gian, cho nên là vị đó không còn tham ái chấp thủ đối với là cái gì ở trên thế giới này. Những cái người trên thế gian này, vì dù vị đó có làm vua, có nhân gian hay có thiên giới, vị đó vẫn có thể tạo những cái ác nghiệp. Có thể là vị đó càng làm những cái chức quyền lớn, vị đó càng tạo ác nghiệp lớn. Có thể vị đó làm vua trong cái kiếp này, nhưng mà vị đó phải đọa vào địa ngục nhiều đời, nhiều kiếp về sau, do những cái ác nghiệp vị đó đã làm trong cái lúc vị đó nắm cái quyền hành trong tay. Hoặc là vị đó đã hưởng thụ những cái dục lạc quá mức và vị đó say đắm, chìm đắm trong những cái dục lạc đấy, mà vị đó phải đọa xuống các cái đọa xứ để trả những cái quả báo mà vị đó đã làm. Nhưng mà một cái vị mà tu tập mà chứng được đến sơ quả rồi thì cái vị đó không bao giờ tạo những cái ác nghiệp nữa, không bao giờ tạo những cái ác nghiệp để mà phải đọa vào những cái cõi đọa xứ. Vì đó có thể tạo những cái ác nghiệp rất là nhỏ thì có, nhưng mà tạo những cái ác nghiệp lớn thì vì nó sẽ không tạo được nữa, vì nó đã cắt đứt được những cái ác tâm lớn rồi. Vì nó chỉ còn những cái ác tâm nó còn rất là thấp thôi. Hay là những cái quả báo ở trong quá khứ nó có thể trổ, tức là tất cả những cái vị mà dù có làm vua chúa ở cõi trời hay cõi người, nhưng mà những cái ác nghiệp đã làm trong quá khứ nó vẫn còn đấy, nó vẫn đi theo cái vị đấy. Đến như cái giờ phút lâm chung cận tử, nếu như một cái tà niệm, một cái tà niệm nó khởi lên, vị đó đánh mất cái chánh niệm, thì vị đó vẫn có thể bắt vào một cái ác nghiệp đã làm và có thể đọa vào cõi đọa xứ. Nhưng mà một cái vị mà chứng được sơ quả dự niu rồi thì vị đó cắt đứt được những cái ác nghiệp đã làm ở trong quá khứ. Những cái ác nghiệp có thể dẫn đến đọa xứ không thể nào sinh khởi được nữa. Có thể là trước khi chứng sơ quả đấy, vị đó đã tạo những cái ác nghiệp đáng bị đọa vào những cõi địa ngục, ngã quỷ, súc sinh. Nhưng mà khi chứng được cái đạo quả rồi thì cái đạo quả đấy nó đoạn trừ cái phiền não, mà những cái ác nghiệp thì nó bám theo những cái tâm bất thiện, những cái nghiệp bất thiện nó bám theo tâm bất thiện, mà cái tâm bất thiện được cắt đi thì cái ác nghiệp này nó cũng được cắt đi, thì nó không còn cơ hội để trổ quả nữa. Vậy nên là cái người chứng được cái đạo quả có cái sự tối thắng, là tối thắng là vị đó tuyệt đối thoát khỏi được 4 cái ác đạo là địa ngục, ngã quỷ, súc sinh và Atula. Còn những cái vị sống ở trên thế gian này, thống lãnh của nhân gian thiên giới này, vì đó vẫn có cái nguy cơ bị đọa vào các cái ác đạo kia, nên là không thể sánh bằng cái quả dự niu về cái sự thù thắng, về cái sự an lạc, về cái sự giải thoát. Đấy là cái quả mà thấp nhất. Hay là tất cả những cái chúng sinh ở trong thế gian này, dù đó là một cái người ngu, người trí, người ác, người thiện, người có phước, người không có phước, những cái chúng sinh ở từ dưới địa ngục thấp nhất cho đến những cái chúng sinh ở cái cõi nhân loại, những chúng sinh ở các cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới, cõi trời vô sắc giới, tất cả những chúng sinh đấy vẫn còn bị những cái sợi dây sinh tử nó buộc ràng, tức là nó trói buộc. Còn cái người mà chứng được sơ quả dự niu là cái người đấy đã cắt đứt được cái sợi dây trói buộc này, tức là cái bậc đấy được gọi là siêu thế, tức là xuất ra khỏi thế gian. Cái người đấy là cái người đã thoát ra khỏi cái sự ràng buộc, cái sự trói buộc ở thế gian này, nên là cái bậc dự niu tối thắng, là tối thắng hơn, là vì đã cắt đứt được cái mắt xích nhân duyên, cái mắt xích sinh tử, Trong 12 nhân duyên vì nó đã đoạn trừ được cái vô minh tham ái, cắt đứt rồi, thì tất cả những cái mắt xích khác nó cũng rơi rụng hết, mà cái vị đó thoát khỏi cái thế gian này, thì cái vị đó sẽ đi đến Niết Bàn. Vị đó có thể đi đến Niết Bàn nếu vị đó nỗ lực, vị đó sẽ giải thoát ở kiếp sống này, hoặc là 1, 2, 3, 4, và vị đó mà phóng dật nắm thì vị đó cũng sẽ giải thoát ở cái kiếp tương lai thứ 7. Cái vị đó không bao giờ tái sinh quá đến cái kiếp thứ 7 nữa, tức là vị đó sẽ đi đến Niết Bàn tịch diệt. Vậy thì một cái vị mà chứng được sơ quả coi như là cái vị đó đã thoát ra khỏi cái thế gian, đã thoát ra khỏi cái sự chi phối của thế gian này, mà vị đó đang đi đến Niết Bàn. Thì vậy thì tất cả những cái phước ở trên thế gian này thì nó có hai cái gọi là phước hữu động và phước vô động. Một cái người mà mình có thể làm tất cả những cái việc phước lành khác, nhưng mà mình có cái khuynh hướng là hưởng thụ những cái niềm vui ở thế gian, thì những cái phước đấy nó trở thành phước hữu động, tức là mình tạo những cái việc phước và sau này mình hưởng cái phước đấy, có thể ở cõi người hoặc là cõi thiên giới. Nhưng nếu như mình làm tất cả những việc phước đấy, mình có cái ước muốn là chứng đắc Niết Bàn, mình có cái ước muốn là được giải thoát khổ đau, thì cái việc phước đấy nó sẽ trở thành những cái pháp ba la mật, nó hỗ trợ cho mình sẽ gặp những cái thuận lợi để thực hành về thiền chỉ, thiền quán. Thì cái con đường để thành tựu được cái đạo quả dự lưu này, thì là cái người đấy phải một cái lúc nào đó mình phải có một cái thuận duyên tốt nhất để thực hành cái pháp thiền chỉ, và cái thiền chỉ đấy cũng là nền tảng để thực hành thiền quán. Nếu như vị đấy mà viên mãn được cái pháp thiền quán, vị đó quán được cái tính sinh diệt ở trên các cái pháp chân đế, tức là trên các cái danh pháp và sắc pháp ở thân tâm mình và ở các cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Vì đó thể nhập được cái tính vô thường, cái trí tuệ, vì đó thấu hiểu được mọi thứ trên thế gian này là giả tạm, là vô thường, là khổ, là vô ngã, thì cái vị đó có thể chứng được những cái đạo quả này. Thì những cái đạo quả đấy sẽ giúp cho vị đó thoát ra khỏi cái sự ràng buộc, trói buộc bởi cái dòng sinh tử ở thế gian. Thì đấy cho nên được gọi là quả dự lưu, là tối thắng nhất, là cái pháp mà siêu thoát ra khỏi cái thế gian. Idambe punyam asavagadam vahamotu idambe punyam nibbanasa pacayo hotu mama punya.